Và xin phép các thầy cô là chúng ta sẽ bắt đầu buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Quyền để ý giúp anh là mute tiếng của một số thầy cô vào mà không tắt tiếng giúp mình. Vâng, xin kính chào các thầy cô và các bạn ạ. Thì đầu tiên thì thay mặt ban tổ chức, và xin trân trọng lời cảm ơn đến các thầy cô và các bạn đã dành thời gian tham gia buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay do khoa công trình, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức. Thì tiếp nối các bài chia sẻ về ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, chúng ta đã có 3 bài liên quan đến chủ đề BIM. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác một chút, đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích kết cấu, do tiến sĩ Nguyễn Thùy Anh, hiện đang là giảng viên khoa công trình và cũng là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh I40 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải trình bày. Hôm nay thì ngoài tiến sĩ Nguyễn Thị Anh thì ban tổ chức cũng rất vui có sự tham gia giới thiệu của tiến sĩ Lý Hải Bằng. Thầy Bằng cũng là giảng viên của khoa công trình Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu mạnh I40. Rất là cảm ơn thầy Bằng đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo cùng với cả nhóm. Thì chương trình hội thảo của chúng ta dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 120 phút, trong đó sẽ có phần chia sẻ tổng quan của thầy Bằng trong khoảng 15 phút, giới thiệu về một số kết quả của nhóm trong tổng quan về các kết quả của nhóm I40. Thì sau đó là đến phần giới thiệu một số kết quả thiên về lĩnh vực phân tích kết cấu của cô Nguyễn Thùy Anh, sẽ trình bày trong khoảng 30 đến 45 phút. Và tiếp đó là phần trao đổi, và tổng cộng là trong khoảng 120 phút là chúng ta sẽ kết thúc buổi hội thảo ngày hôm nay. Bây giờ thì xin phép được nhưng lời cho thầy Bằng, mời thầy giới thiệu về bản thân và cũng khái quát một số hướng nghiên cứu của nhóm. Xin mời thầy ạ. Anh chia sẻ cái màn hình giúp mình nhé. Hello, mọi người đã thấy chưa? Ok thầy Bằng. Hello, chào mọi người. Vâng, em chào thầy Vi ạ. Vâng, chào thầy Khương, lâu quá không nhìn thấy. Dạ vâng. Bằng ơi, bằng bắt đang đầu. Khỏe thầy. Chứ? Dạ vâng, em khỏe thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Chứ gì? Dạ, mình đã bắt đầu rồi thầy ạ. Dạ. À, sư Thắng à, chưa đi nghe gì cả. Vâng, chào thầy Vi ạ. Bằng ơi, hình như bằng tăng mic đang có vấn đề vì mình không nghe thấy bằng nói. Mọi người nhìn thấy màn hình của mình không? Màn hình thì ok rồi. Okay. Vậy sau đây tôi xin phép được bắt đầu buổi trình bày của tôi ngày hôm nay. Thật ra thì đây cũng chính là cái bài trình bày mà tôi đã trình bày cái hôm ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh vào khoảng gần một năm trước. Thì hôm nay cũng chỉ chia sẻ lại cái này và có giản lược bớt một chút thì cái trọng tâm của nhóm cũng như là của cá nhân trong cái thời gian qua, tức là muốn ứng dụng tất cả những công nghệ hiện đại mang tính cách mạng công nghiệp 4.0 trong cái ngành giao thông vận tải. Thì cái chia sẻ ngày hôm nay thì tôi cũng muốn giới thiệu qua một vài những cái cơ hội, cái thách thức mà ngành giao thông vận tải có được trong cái thời kỳ mà của cách mạng công nghiệp 4.0. Thì đây là những cái tính cấp thiết và những cái bất cập tồn tại cho đến cái thời điểm này của ngành. Thì trước tiên là tôi xin giới thiệu qua một chút, tức là từ trước đến giờ thì thế giới đã trải qua tổng cộng là 4 cuộc cách mạng công nghiệp. Trong đó thì chúng ta ở cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Thì lần thứ nhất thì với cái nền tảng là động cơ hơi nước
thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất này thì đã thay đổi cơ bản cái điều kiện về kinh tế, xã hội, văn hóa và đã đưa cái lao động chân tay và thay thế bằng những cái lao động máy móc và bằng cái công nghiệp với quy mô lớn. Rồi tiếp theo là về cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai thì chủ yếu là tập trung vào động cơ đốt trong và những cái máy móc sử dụng điện. Và tất cả cái thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai này thì đã tạo nên sự phát triển của điện khí, điện thoại, đường sắt và cái sản xuất dây chuyền hàng loạt. Đến lần thứ ba thì là cái sự phát triển của chất bán dẫn, các cái máy tính, siêu máy tính, sau đó là Internet và toàn bộ cái hạ tầng, kết cấu hạ tầng về điện tử, máy tính và những cái công nghệ kỹ thuật số. Thì chúng ta đang ở cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và nếu nói đến cái điện là nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai thì công nghệ thông tin chính là cái nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hình thành dựa trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, tức là cách mạng số. Và còn và có rất nhiều những cái công nghệ mới được ra đời, ví dụ như là công nghệ in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật. Ngoài ra còn có công nghệ nano, sinh học và vật liệu mới, vân vân. Bạn ơi, các thầy, mọi người cũng có thể. Hello bạn ơi, các thầy cô đang có đến là tiếng của bạn hơi nhỏ ấy. Bằng có thể sát gần lại máy tính một chút không? Hoặc nếu không thì bằng cứ trao đổi, còn các thầy cô chịu khó mình mở to cái volume này một chút ạ, của máy tính của các thầy cô ạ. Ok, mời bằng tiếp tục đi. Tôi vẫn to nhất có thể rồi. Ok rồi bằng. Thì cái cuộc mọi người có, các thầy cô cũng có thể chú ý được là cái thời gian diễn ra giữa các cái cuộc cách mạng công nghiệp thì nó ngày càng ngắn. Ví dụ như từ số 1 đến số 2 nó khoảng 100 năm, và số 2 đến số 3 nó khoảng tầm gần 70 năm, 80 năm. Thế thì nhưng mà từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ấy, nó sẽ trải qua vòn vẹn có khoảng tầm quanh 40 năm. Và sắp tới thôi thì trong vòng khoảng 10 đến 20 năm nữa thì người ta sẽ dự báo là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 nó sẽ được triển khai. Thế thì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, và cá nhân cũng như là nhóm nghiên cứu cũng cảm thấy là một cái cơ hội để mà ngành giao thông vận tải có thể ứng dụng những cái thành quả của cuộc công nghiệp cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Thì sau đây tôi xin trình bày những cái cơ hội này và trình bày lại một cái cách rất là chung và khái quát. Vì sao mà đây là một cơ hội rất tốt cho ngành giao thông vận tải. Thì trước tiên thì tôi xin bắt đầu bằng một cái hình ảnh và mà nó đi rất xa so với thực tế của chúng ta, gì chúng ta đang thực hiện. Thưa các thầy cô, là chúng ta là những nhà khoa học, một kỹ sư, thầy cô giáo, và chúng ta đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có ngành công trình, nhưng mà ngoài ra cũng có cơ khí, rồi công nghệ thông tin, rồi kể cả kinh tế, vân vân. Thế thì cái nhiệm vụ, cái công việc của chúng ta đó là gì? Thật ra thì về bản chất thì chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm những cái quy luật và chúng ta thực hiện cái việc tìm cái quy luật này bằng một cái cách nào đó, và chúng ta tìm cái hàm mục tiêu này, và để diễn giải cái mục tiêu đó thì theo cái phương trình toán học mà nói thì chúng ta đang đi tìm một cái hàm là y bằng x. Thế thì qua đây thì chúng ta thấy là ngành nào, dù là công tác ở đâu, dù là thuộc ngành nghề nào, lĩnh vực nào, thì chúng ta cũng đang đi tìm một cái hàm mục tiêu hay là thực hiện một mục đích nào đấy. Ví dụ chúng ta là thực hiện trong khoa học quản lý chẳng hạn, thì chúng ta, cái nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm một cái hàm Fx, và cái hàm Fx đó chính là hiệu quả
của cái đơn vị mà chúng ta quản lý. Ví dụ như X thì có thể là các thành viên của đơn vị, có thể là người A, người B, người C, và tất cả những nhân tố ở bên trong đó với cái hàm Fx là hiệu quả của công việc, thì chúng ta cần tìm một cái phương pháp, cái phương thức nào đấy, và toán học mà nói thì chúng ta đang tìm cái hàm Fx nào đấy để mà cái công việc của cái đơn vị chúng ta đạt đến tối ưu, tức là phải dùng ông A vào việc B và dùng ông C vào việc D, vân vân, để tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Đấy là xét theo cái ngành quản lý. Còn ví dụ tiếp theo thì chắc các thầy cô cũng nhìn thấy đây là một cái ví dụ về ngành chứng khoán. Thì chúng ta cũng biết là trong cái ngành nghề hoặc là chơi chơi chứng khoán ấy, thì cái hàm Fx của chúng ta thì có thể là một cái có một cái cách gọi khác, đó chính là cái lợi nhuận của chúng ta. Thì vậy thì nếu Fx là lợi nhuận thì x của chúng ta phải tìm thì sẽ phải là ví dụ như x là mã chứng khoán nào, rồi thời điểm mua vào là bao nhiêu, thời điểm bán ra là bao nhiêu, để mà có được hàm Fx là một cái gì đó tối ưu hóa được tất cả những lợi nhuận của chúng ta. Ngoài ra thì lấy một cái ví dụ khác ở trong cái ngành giao thông, thì ví dụ như các cái quy luật về tắc đường của Hà Nội, tại vì Hà Nội thực ra là một cái thành phố điển hình của châu Á, giống như Hồ Chí Minh, toàn Việt Nam chúng ta, tại vì chúng ta có một cái giao thông gọi là giao thông mix, tức là cả ô tô cả xe máy và đi lẫn lộn với nhau. Thế thì cái quy luật tắc đường này của chúng ta thì cũng cần phải được tìm hiểu, và chúng ta sẽ muốn tìm hiểu được cái hàm Fx nào đó, và Fx đó chính là cái quy luật tắc đường, còn x thì sẽ là cái lượng ô tô, lượng xe máy, lượng xe đạp đi qua mặt cắt nào, đi qua vào thời gian nào, bao nhiêu ô tô, vân vân, để rồi là mặt đường, đường mấy làn, mưa nắng gió như nào, vân, rồi hành vi tham gia giao thông, tất cả những cái đó là những cái biến x nhỏ ở bên trong để mà biểu thị được một cái quy luật tắc đường của chúng ta là Fx. Thì đó là cái công việc của các cái kỹ sư giao thông. Ngoài ra thì đến gần hơn một chút về cái ngành công trình của chúng ta, thì ví dụ như xét về vật liệu chẳng hạn, thì nếu chúng ta muốn xác định được những cường độ của cái bê tông thì chúng ta cần phải dựa trên những cái biến x, đó là lượng sỏi là bao nhiêu, lượng cát là bao nhiêu, lượng nước, rồi xi măng, rồi vân vân, để mà tối ưu hóa với từng này lượng cát, sỏi, đá, vân vân, thì chúng ta có cái hàm Fx, chính là cái cường độ của bê tông nó là bao nhiêu, để có thể sử dụng được những loại bê tông nhất định trong cái công trình nhất định, hạ tầng, kết cấu giao thông vận tải, vân vân. Tương tự như thế thì ví dụ như các cái công trình về giao thông, về cầu, về đường chẳng hạn, và về hạ tầng giao thông, thì tất cả những cái việc mà kỹ sư, các nhà khoa học, các nghiên cứu viên của chúng ta đang cần tìm thì chính là tìm những cái ứng xử của cầu, của đường, của mố trụ, vân vân, đó chính là cái hàm Fx, và dựa trên những cái biến x khác nhau, chính là nhịp cầu, rồi chất lượng bê tông, chất lượng cốt thép, rồi vân vân, tất cả những cái đó làm sao để tối ưu hóa được cái khả năng làm việc của công trình cầu đường của chúng ta, để làm sao đó cái công trình này được lâu bền nhất có thể. Thì qua tất cả những cái ví dụ của rất nhiều những cái ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như thế, thì chúng ta có thể đi được đến một cái kết luận ở phía trên cùng kia, là nếu chúng ta có thể tìm hiểu được, tìm được ra cái hàm Fx, nghĩa là chúng ta có thể tìm được cái quy luật đó, và nếu chúng ta tìm được cái quy luật này thì chúng ta có thể biết trước được tương lai như thế nào. Thì đấy chính là cái mục tiêu mà tất cả chúng ta đang theo đuổi. Ví dụ như là chúng ta có thể ứng dụng cái sử dụng cái hàm Fx này để mà vận dụng làm sao cho chúng ta được cái sự tối ưu nhất. Ví dụ như là nếu mà ngoài ngành giao thông chẳng hạn, và chúng ta biết được cứ giờ tan tầm là tắt đường, thì nghĩa là chúng ta biết được cái hàm Fx là gì, thì chúng ta có thể vận dụng cái hàm Fx này
để chúng ta có thể đi sớm hơn hoặc là về muộn hơn để tránh cái giờ mà cái đường nó tắc. Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí, lợi ích, thời gian, vân vân. Tổng kết lại là tất cả những cái gì mà chúng ta đang cần tìm hiểu đó chính là tìm được một cái hàm mục tiêu, cái hàm nhất định này. Thế thì tổng kết lại thực tiễn của vài người, nó hơi xa quá, nhưng mà tổng kết lại thực tiễn từ trước đến giờ ấy, thì việc tìm cái hàm Fx này đồng nghĩa với việc dự báo được tương lai nó là gì. Và tương lai thật ra nó cũng chỉ là một hàm Fx và có thêm một cái biến gọi là biến thời gian. Thế thì để tìm được một cái hàm Fx như vậy thì khoa học thực tiễn có thể tổng kết ra được là có ba cái phương pháp chính, hoặc là ba cái cách thức chính để tìm ra. Cái thứ nhất là cách thứ nhất thì có vẻ là hơi khó, tại vì chúng ta cần là những thiên tài ví dụ như là Einstein, Newton hoặc là Galileo. Chúng ta chỉ cần ngồi trong bồn tắm và chúng ta bùng phát, chúng ta nghĩ ra được một cái hàm Fx nào đấy và chúng ta để được đến chứng minh được cái hàm Fx đó đúng trong vòng khoảng vài trăm năm. Cách thứ hai thì tôi xin phép là chỉ để hình ở đây thôi và không bàn luận gì. Còn cái cách thứ ba là cái trọng tâm của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, là cái mà tôi muốn nhấn mạnh ấy, đó là cách tiếp cận dựa trên khoa học và kỹ thuật. Sau đây thì tôi xin đi nhấn mạnh thêm vào cái phương thức thứ ba này và cái cách tiếp cận của tất cả những nhà khoa học của chúng ta. Thì tổng kết lại một lần nữa, thì trong cái cách tiếp cận mà sử dụng khoa học kỹ thuật này thì ta cũng có ít nhất là ba các cái cách thức khác nhau để mà có thể dự báo hoặc là tìm ra được những quy luật khác nhau. Cái cách thứ nhất ấy, mà đây thực ra là một cái nền tảng của khoa học đương đại, đó là cái phương pháp áp dụng thực nghiệm. Đó chính là nền tảng của hai phương pháp còn lại. Thì lấy một vài cái ví dụ, kể cả trong khoa học quản lý thì tất cả những gì chúng ta đang làm cũng là lấy lại cái ví dụ về quản lý trước đây, thì tất cả những gì chúng ta đang làm hoặc là các nhà lãnh đạo đang làm bấy lâu nay thì chính là đi tìm một cái quy luật, vẫn là quy luật về hàm Fx, và chúng ta đang phải tìm tòi mầy mò để sao tối ưu hóa được cái hiệu quả công việc của chúng ta bằng cách sử dụng nhiều cái x khác nhau. Ví dụ như sử dụng con người, lúc đầu tôi sẽ phải thử bằng phương pháp thực nghiệm, là tôi sẽ thử cho anh A làm cái công việc này, nếu anh ấy làm tốt thì anh ấy sẽ vẫn làm, còn tốt hơn nữa thì chắc là tôi sẽ vẫn sẽ để, nhưng mà anh ấy làm nó không được hiệu quả lắm thì tôi sẽ phải thay anh B vào cái vị trí của anh A. Và chúng ta lại bắt đầu trải qua một cái quá trình thực nghiệm để tìm hiểu xem và để tự định lượng được xem là cái hàm mục tiêu của tôi là cái hàm Fx nó đã đạt được hiệu quả hay chưa. Và cứ như thế đi theo thời gian thì chúng ta sẽ dần dần tối ưu hóa được cái hàm Fx để lên công việc của đơn vị ngày càng phát triển, ngày càng đạt được hiệu quả mong muốn, và dần dần chúng ta sẽ hội tụ về một cái giá trị của cái hàm Fx đó là hiệu quả của công việc, và cái hàm Fx đó nó sẽ dần hội tụ vào những cái giá trị của cái người và ứng vào đúng cái việc người ta tạm gọi là đúng người đúng thời điểm. Và chơi chứng khoán thì cũng như vậy, nghĩa là chúng ta sẽ phải thử rất nhiều, chúng ta mua mã A bán vào thời điểm A, bán vào thời điểm B, vân vân, thì tất cả những quá trình đó đều là cái phương pháp thực nghiệm, và sau một cái khoảng thời gian nhất định nào đó thì chúng ta mới có thể kết luận và tổng kết được là cái hàm Fx của chúng ta đó đã đúng hay chưa. Cái mã chứng khoán này tôi nên chỉ lướt sóng mua bán trong thời gian ngắn hay tôi nên mua bán cái mã này trong cái thời gian dài hơn, vân 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 vân. Thế thì thật ra thì về lịch sử ấy, cái phương pháp thực nghiệm này nó đã được bắt đầu từ rất lâu của lịch sử loài người rồi, và từ hàng ngàn năm trước. Ở trên slide của tôi đây thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái nền văn minh Babylon cổ đại, và người Babylon và kể cả cái nền văn minh Babylon đấy thì
được biết đến bởi một cái lý thuyết về chức năng của các hành tinh. Thì cái thời đó họ đã làm gì? Thì thật ra thì họ cứ chờ đến buổi tầm chiều tối và họ ra đường, họ ngồi các cái nhà chiêm tinh, thiên văn học người Babylon, họ cứ ngồi và họ cứ ngẩng lên trời và họ ghi chép lại hành trình và chuyển động của các hành tinh trên bầu trời. Và cho đến nay thì những cái ghi chép này là những cái ghi chép đầu tiên hoặc là những cái ghi chép mà còn tồn tại lâu nhất đến cái thời điểm này. Chủ yếu là họ nghiên cứu về sao Kim. Những cái nghiên cứu này thì được bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên rồi. Thế thì họ cứ ngồi đó và ghi chép lại thì nó cũng chính là cái phương pháp thực nghiệm mà chúng ta vẫn áp dụng cho đến ngày hôm nay. Cái phương pháp thực nghiệm này nó cũng chính là nền tảng của mọi khoa học. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài cái phương pháp thực nghiệm này, tức là thử và thấy sai và thử lại. Người Babylon thì họ cũng làm như vậy. Họ cứ ngồi họ ghi chép ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm hành trình của sao Kim và tất cả những cái loại sao khác. Và tất cả những cái ghi chép này thì họ ghi lại. Tất nhiên thời đó thì không có giấy bút, rồi không có iPad, iPhone như bây giờ, thế nên là họ ghi lại là trên đá và họ khắc trên đá. Thế thật ra thì cái công việc này nó cũng 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 may, tại vì thật ra thì nhìn cái chuyển động của sao thì nó cũng rất là lâu, thế nên là trong cái thời gian đó thì họ có thể vui đùa bằng cách là khắc những cái chuyển động này lên trên đá và cũng nhìn được là cái phương trình chuyển động của cái ngôi sao A là phương trình parabol, ngôi sao B là những cái phương trình fx khác. Thế thì về bản chất ấy, người Babylon họ đang tập hợp những cái dữ liệu lại, nghĩa là từ những cái thế kỷ đó thì đã có người ta tạm gọi là dữ liệu lớn hoặc là big data rồi, nó chỉ là tồn tại bằng một cái hình thức nào khác thôi. Và với tất cả những cái dữ liệu mà họ đã tập hợp lại như này thì họ đã đưa ra một mô hình, một cái hàm fx là chuyển động của những ngôi sao. Và đây có thể là những cái mô hình đầu tiên trong lịch sử loài người, và cái khái niệm mô hình hoặc là khái niệm về toán học hàm fx thì có thể là đã được ra đời từ cái thời kỳ này. Và tiếp theo có thể một cái ví dụ khác nó gần với chúng ta hơn, đấy là cái ví dụ về về thử nghiệm tháp nghiêng Pisa, có thể các thầy cô cũng biết rất nhiều rồi. Tức là đây là ông Galileo và ông thực nghiệm cái thí nghiệm rơi tự do. Lúc ông còn khá trẻ, thế nên là ông ấy mới đủ sức để ông ấy leo lên leo xuống 7 tầng tháp của tháp nghiêng Pisa ở Ý. Thí nghiệm này thì diễn ra vào khoảng năm 1600 gì đó, và ông đã thử thử rất nhiều lần bằng cách là cho hai quả cầu có khối lượng khác nhau rơi xuống từ những tầng khác nhau. Và cái kết quả ấy ông nhận được ấy thì là cái quả cầu nặng tiếp đất trước, nhưng cái thời gian tiếp đất khi ông ấy thả cùng một lúc ấy thì chỉ nhỉnh hơn một chút so với quả cầu nhẹ thôi. Và nghĩa là nếu mà gạt bỏ đi lực cản không khí thì hai quả cầu có tốc độ là gần như nhau khi rơi xuống. Và ông đã thử nghiệm hàng trăm hàng nghìn lần như thế, rất may là ông còn trẻ, và với nhiều quả cầu và với nhiều khối lượng khác nhau thì ông ấy đưa ra một kết luận là khoảng cách đã được đi qua thì có được cái tỷ lệ là bình phương với cái thời gian. Và điều quan trọng là cái kết luận mà ông Galileo đưa ra ấy đã tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử hóa học, vì là vào trước đó trong vòng 100 năm thì người ta vẫn cho rằng hoặc là vẫn quan niệm rằng vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ. Và từ trước đó đến giờ thì do một cái ông nhà khoa học khác tên là Aristotle thì ông ấy đã đưa ra cái quan điểm là cứ vật nặng thì sẽ rơi nhanh hơn trước, nghĩa là khi tôi nhảy từ tầng 10 xuống chẳng hạn thì anh béo hơn thì anh rơi hơn trước, tôi gầy hơn tôi rơi sau. Nhưng mà đến năm 1600 thì Galilei đã chứng minh được điều ngược lại. Thế
Thế thì tản mạn một chút về những cái khoa học kỹ thuật và cái cách thức mà chúng ta có thể sử dụng được để đi tìm ra những cái quy luật, thì chúng ta không thể tách rời được cái phương pháp và thực nghiệm. Thế ngày nay thì tất nhiên là trường chúng ta thì cũng có rất nhiều người vẫn đang tiếp tục cái phương pháp thực nghiệm này, ví dụ như chị Giang, ví dụ như anh May, ví dụ như anh Sơn, vân vân. Mọi người đều dùng cái phương pháp thực nghiệm này để tiếp cận khoa học, và tôi nhắc lại là cái phương pháp thực nghiệm này nó là một cái khoa học đúng đắn nhất, tại vì nó phản ánh chính xác và chân thực nhất thực tại. Tuy nhiên thì cũng phải nói thêm rằng phương pháp nào thì nó cũng có cái nhược điểm của nó, và cái phương pháp về khoa học thực nghiệm này thì nó rất là tốn thời gian. Ví dụ như là cả chị Giang, anh May hay là mọi người thì đều biết là làm nghiên cứu sinh ra mình cũng chỉ làm được một cái góc nhỏ, một phần nhỏ của cái những gì mà chúng ta cần làm. Chúng ta cũng chỉ thiết kế được một vài cấp phối, chúng ta cũng chỉ thay được một loài loại nhựa, loại hạt nano vân vân. Và hơn nữa thì nó rất tốn kém, chúng ta không có kinh phí, chúng ta không có đề tài, thì chúng ta rất khó để triển khai được phương pháp thực nghiệm này. Hơn nữa nó còn đòi hỏi nhiều cái thiết bị đặc biệt. Ví dụ như anh May và anh tiếp tục làm những cái nghiên cứu về độ thấm của bê tông, thì anh ấy có thể làm được ở Nhật, nhưng mà khi về Việt Nam rất khó triển khai tiếp. Và cũng như vậy thì do là tốn kém về kinh phí nên chúng ta cũng chỉ thực hiện được ở trong cái khoảng nhất định đấy thôi. Như bê tông chẳng hạn, chúng ta cũng khó có thể đạt những cái mát cao hơn, cường độ cao hơn, nếu chúng ta không có những cái công cụ thích hợp. Tiếp theo, có một cái phương pháp thứ hai mà nó cũng chỉ phát triển trong vòng khoảng tầm từ 40 đến 50 năm trở lại đây thôi. Đó là cái phương pháp mô phỏng số, gọi là mô phỏng. Và cái phương pháp này thì ra đời kể từ khi máy tính bắt đầu vận hành chân chu một chút, khoảng từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Thì đây là rất nhiều những cái kết quả mà mô phỏng số có thể làm được, nhưng phương pháp thực nghiệm thì lại không thể làm được. Ví dụ như chúng ta mô phỏng cái dòng chảy Renoir, một cái dòng chảy rối khi mà máy bay nó bay chẳng hạn, thì chúng ta cũng không thể có cái công cụ nào để đo được là cái khí sau cái cánh quạt của máy bay nó vận chuyển như thế nào khi mà máy bay bay. Hoặc là những cái trường hợp rất khó như là mạch nước ngầm ở rất sâu ở bên dưới lòng đất, thì chúng ta cũng không có cách nào mà chúng ta có thể thực nghiệm được, chúng ta có thể đo được. Rồi là các cái kết cấu ngầm, kết cấu cầu dùng, thì chúng ta cũng có thể sử dụng các phương pháp mô phỏng số này để mà chúng ta tính toán được những vị trí nguy hiểm, ứng suất chuẩn bị, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái mô phỏng số này trong lĩnh vực giao thông. Như các thầy cô cũng có thể nhìn đây, chúng ta có thể áp dụng được những phương pháp là những cái phần mềm VisSim, VisZoom, vân vân, thì chúng ta mô phỏng và dự tính được trước cái mật độ giao thông ở một cái thời điểm nào đó. Nếu chúng ta có được cái đầu vào là lưu lượng vào cái thành phố này là bao nhiêu, và lưu lượng ra của thành phố này là bao nhiêu, vân vân, thì tất cả những cái cách tiếp cận này cũng là một cách tiếp cận hay, nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ có nhược điểm của nó. Ví dụ như là phương pháp phần tử hữu hạn, chúng ta sẽ bị giới hạn bởi cái chia lưới, và cũng bị giới hạn bởi cái độ RAM của máy tính. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ ví dụ như phương pháp biến đổi nhanh Fourier, thì những cái việc chia lưới của biến đổi nhanh Fourier nó sẽ là chia lưới đều, nghĩa là khi mà chúng ta có hai cái pha khác hẳn nhau về độ lớn thì phương pháp biến đổi nhanh Fourier sẽ rất khó để thực hiện. Rất nhiều người ơi, xin lỗi ngắt lời bằng một chút, nhưng mà cái nội dung này của bằng còn dài nữa không?
Thì mình Hết muốn là rồi. nếu mà được thì bằng tập trung vào cái phần tổng quan của nhóm á. Cái này Chắc thì hết mình rồi. đã còn Không, tôi không có trình bày gì về tổng quan của nhóm đâu. à, ok, thế là tổng Này. quan định hướng rồi đúng không? Ok, thế thì tầm khoảng 5 phút nữa được không? Ok. Ok. Bằng Đang tiếng nói đâu Anh. rồi? Xin lỗi. Đang nói đâu Đang rồi? nói đến Fourier rồi. Tức là dù có dùng phương pháp nào đi chăng nữa thì sẽ vẫn có lỗi, và lỗi đó thì ngoài cái lỗi về về mô phỏng thì nó cũng sẽ có lỗi về sai số ở trong máy tính. Ví dụ như các phần mềm máy tính tính toán cho đến bây giờ thì cũng chỉ tính toán được đến 16 số sau số 0 thôi, nghĩa là chúng ta sẽ vẫn sẽ có lỗi của cái mô hình mà chính cái hàm Fx của mình đang mô phỏng. Ngoài ra thì trong công nghệ hóa sinh thì chúng ta cũng chỉ có thể là mô phỏng rất ít, 50 phân tử, và cái thời gian nếu những ai làm nghiên cứu sinh ở bên Mỹ thì chúng ta có thể code hết xong, sau đó 1 đến 2 năm sau quay lại để chúng ta chờ đợi kết quả, tại vì tất cả những bài toán về công nghệ hóa sinh thì cái thời gian mô phỏng rất là lâu. Để tổng kết lại thì để thực hiện cái phương pháp hoặc cái cách tiếp cận này, chúng ta có những cái nhược điểm. Chúng ta cần những cái kỹ năng chứ không phải lập trình hay là sử dụng phần mềm thì nó cũng đều dễ dàng cả, và cái độ phức tạp của tất cả những phương trình mà chúng ta chỉ vi phân tiếp phân bậc cao, chúng ta cũng rất khó để có thể giảm bậc hạ bậc xuống mà chúng ta tiếp cận được bằng phần tử hữu hạn. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái lỗi sai do chính cái model của chúng ta. Ví dụ như tính tích phân trong phần tử hữu hạn chúng ta cũng sẽ bị sai ở cái tính tích phân đó, chỉ là tổng sau sự gần đúng, và thời gian cũng mất rất nhiều. Cách tiếp cận thứ ba là cái cách tiếp cận bằng phương pháp giải thích. Ví dụ như một bài toán ở trong cơ học chất lỏng thì cái cách tiếp cận này nó cũng có những cái mặt giới hạn của nó, ví dụ như là cái phương trình của chúng ta muốn mô phỏng, ví dụ như phương trình Navier-Stokes trong cái chất lưu nó rất là phức tạp, và nếu chúng ta càng đơn giản hóa cái phương trình này thì chúng ta lại càng giảm đi cái độ chính xác của bài toán, và chúng ta sẽ là đang tiệm cận với cái kết quả đúng, chứ chúng ta không mô phỏng được, chúng ta không tìm ra được phương trình đúng của cái bài toán đó. Thì tổng kết lại là chúng ta những gì chúng ta đã làm, chúng ta đã đúc rút được kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta từ những cái số liệu, từ những cái thí nghiệm thực nghiệm mà mang ý nghĩa rất rộng, từ những cái quan sát của chúng ta, và sau đó chúng ta đơn giản hóa tất cả những quy luật này và chúng ta đưa vào cái mô hình, và sau đó chúng ta dùng những cái mô hình đó, phát triển những mô hình đó để dự báo các cái hàm cho tương lai. Nhưng mà thực tiễn thì cũng đã chứng minh là cho đến thời điểm này thì những cái mô hình này là chưa đúng hoặc gần đúng. Như cái ví dụ tôi lấy lúc vừa nãy, tức là cái ông Aristotle thì ông đưa ra cái quan điểm là vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, nhưng mà trong phải đến 1.000 năm sau thì Galileo mới chứng minh được là cái quan điểm đó sai. Nghĩa là các thầy cô phải hiểu là trong vòng 1.000 năm đó thì tất cả những cái giảng viên của chúng ta thời bấy giờ, giảng viên rồi nhà khoa học chúng ta dạy sinh viên hoặc là dùng nghiên cứu hoặc là làm tất cả những công trình khoa học thì họ đều coi là vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ, và mãi đến tận năm 1600 thì mới có người chứng minh đấy là sai. Tương tự như thế thì cũng có rất nhiều cái phủ định ở trong khoa học mà nổi tiếng, cũng khá nổi tiếng, đấy là cái phủ định về Newton, cũng là một người rất nổi tiếng và thiên tài của thế kỷ đó. Nhưng mà ba cái định luật của Newton thì cũng bị Einstein chứng minh là bị phủ định bởi cái thuyết tương đối của Einstein. Và gần hơn nữa thì với sự ra đời của cơ học lượng tử ấy, thì những cái thuyết tương đối của Einstein cũng bị phủ định, tại vì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta học cơ học môi trường liên tục thì các thầy cũng biết là cơ học môi trường liên tục của chúng ta cũng không đúng được ở cấp độ phân tử, ví dụ như dưới một vài nanomet hoặc 20 nanomet thì cái cơ học
chúng ta được sai. Thế nên là cho đến nay thì rất nhiều cái học giả trên thế giới đều thừa nhận rằng những cái mô hình và những cái lý thuyết mà chúng ta tồn tại đến bây giờ thì chưa chắc ngày mai nó còn đúng nữa. Thế đây là cái cách tiếp cận truyền thống. Còn tôi xin được kết luận cái đấy là với cái công nghệ và những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay ấy, và cái công nghệ dữ liệu lớn với khoa học dữ liệu và với 4.0 ấy, thì đã đem lại cho loài người nói chung và trong ngành giao thông vận tải một cái cơ hội khác, đấy chính là chúng ta đi trực tiếp từ các cái dữ liệu, các cái thực nghiệm, và chúng ta không đi qua cái mô hình, không trải qua cái bước mô hình, mà chúng ta xây dựng thẳng cái hàng tương quan đó dựa trên những cái kết quả thực nghiệm. Và nếu chúng ta đã bỏ qua được cái bước mô hình thì chúng ta sẽ không có sai số. Thì thực ra các chúng ta có thể dùng phần tử hữu hạn, có thể dùng bất kỳ một cái cách tiếp cận nào đó, nhưng mà chúng ta dù có làm chính xác đến đâu, dù có mô phỏng kỹ đến đâu, thì chúng ta cũng chỉ tiệm cận được với cái mô hình, và cái bản chất của mô hình đó thì chúng ta đã đơn giản hóa rất nhiều so với thực tế rồi. Thế thì với cái cuộc cách mạng 4.0, với tất cả những cái khoa học dữ liệu ngày nay, chúng ta có thể đi trực tiếp từ khoa học dữ liệu mà không trải qua mô hình, và chúng ta xây dựng được những hàng tương quan đó dựa trên trực tiếp từ mô hình. Và chúng tôi cũng đánh giá là đây là một cái cơ hội rất lớn mà ngành giao thông vận tải có thể tận dụng để phát huy. Và sau đây là xin kết thúc bài trình bày. Cảm ơn. Cảm ơn thầy Bằng đã có bài chia sẻ về tổng quan về các phương pháp để đưa ra những cái dự báo, cũng như là những cái dự báo và những cái vấn đề mà còn tồn tại, và đặc biệt là có thể định một số cái định hướng liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ngành giao thông vận tải. Thì đó là phần tổng quan do thầy Bằng đã tóm tắt chia sẻ. Thì bây giờ thì xin phép được mời cô Thùy Anh sẽ giới thiệu và trình bày của mình liên quan đến ứng dụng các mô hình học máy trong phân tích kết cấu. Thì có phần chia sẻ của thầy Bằng thì đã tổng quan về các bước và cũng ý nghĩa của các mô hình học máy rồi. Thì hy vọng là cô Thùy Anh có thể đi trực tiếp vào cái vấn đề, tức là cái case study mà nhóm đã làm liên quan đến phân tích kết cấu. Mời chị Thùy Anh ạ. Bằng ơi, Bằng có thể. Ok. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn thầy Phương. Có thầy, cô có nhìn thấy màn hình tôi xe không ạ? Được rồi chị ạ, chị cho Phương màn hình đấy ạ. F5 chứ. Rồi ạ, để tôi đang điều chỉnh với âm lượng một chút. Dạ, em mời chị. Dạ vâng. Xin cảm ơn thầy Phương. Đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào tới tất cả các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp trong và ngoài trường. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, tới tập thể lãnh đạo khoa thì đã tổ chức một cái chuỗi hội thảo rất hay và có ý nghĩa, tạo một cái sân chơi để giúp cho mọi người có thể trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như là những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực nghiên cứu để tạo cái sự gắn kết giữa các thầy cô trong UTT với cả các đồng nghiệp ở ngoài trường. Thì lúc nãy là chúng ta đã nghe được những cái tổng quan hay gọi là những cái tản mạn về việc hình thành và phát triển cái trí tuệ nhân tạo để trong cái lĩnh vực đời sống. Thì trong cái buổi giới thiệu ngày hôm nay thì tôi cũng xin được đại diện cho nhóm nghiên cứu IoT là sẽ trình bày một số những cái nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích kết cấu. Thì thực ra thì cái chủ đề này thì cũng không phải là quá là mới mẻ, cũng như không phải quá là to tát, bởi vì là
Hiện nay thì cũng rất là nhiều nhà khoa học cũng đang nghiên cứu ứng dụng và phát triển. Thế thì trong cái bài giới thiệu hay là cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ trình bày tổng quan về các cái bước để chúng ta ứng dụng về trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích kết cấu. Thì đối với bản thân tôi thì cũng là một cái người mà cũng tiếp cận cái lĩnh vực này thì cũng mới tiếp cận và cũng đang trong cái thời gian mà học hỏi và nghiên cứu thôi. Thế nên là cũng rất là mong là nhận được sự đóng góp, sự chia sẻ của các thầy cô, của các đồng nghiệp để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn và tạo và có được nhiều những cái ứng dụng vào trong thực tế. Nên sau đây là tôi xin được phép trình bày cái bài giới thiệu của tôi ngày hôm nay. Thì như chúng ta biết là trong cái kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 thì trí thông minh nhân tạo hay là trí tuệ nhân tạo AI thì cũng không còn là một cái điều mới quá là mới mẻ. AI thì đã đang trở thành một cái xu thế tất yếu trong nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế này, khoa học giáo dục của nhân loại, và hiện nay thì đã và đang được áp dụng là rất là nhiều trong đa dạng trong mọi lĩnh vực như là sức khỏe, y tế, tài chính, sản xuất, giáo dục truyền thông hay là các cái ngành dịch vụ. Và trong số đó thì lĩnh vực xây dựng và cụ thể là cái kỹ thuật kết cấu thì cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy này. Ở đây thì trong đối với lĩnh vực kỹ thuật kết cấu thì cũng có rất là nhiều vấn đề bị ảnh hưởng bởi những sự không chắc chắn. Ví dụ như là những cái vấn đề liên quan tới thiết kế này, thi công hay là quản lý xây dựng. Thì để giải quyết được những cái vấn đề này ấy, thì cũng cần phải đi tính toán, phân tích và để tìm ra những cái giải pháp phù hợp. Thế tuy nhiên là các cái giải pháp này thì nhiều khi là cũng sẽ phụ thuộc một phần vào cái kinh nghiệm của người kỹ sư, rồi phụ thuộc vào một số những cái vấn đề như lúc thầy Bằng cũng đã nói qua rồi. Thế thì ở đây thì các cái giải pháp về AI thì cũng có thể góp phần nào đó giải quyết được những cái vấn đề này. Thế đồng thời là các cái giải pháp AI thì cũng có thể là một cái lựa chọn thay thế tốt để có thể xác định được xác định nhanh các cái ứng xử cơ học kết cấu, từ đó thì chúng ta có thể xác định được các cái thông số thiết kế kỹ thuật, rồi là nhận dạng các cái dạng phá hủy của kết cấu mà không thể thực hiện được thí nghiệm. Và qua đó ấy, thì sẽ giúp tiết kiệm được thời gian, công sức của con người khi mà phải làm các cái thí nghiệm như vậy. Thế và các cái giải pháp AI thì cũng cung cấp một cái hiệu quả tính toán một cách cũng khá là nhanh chóng và cái độ chính xác thì cũng tương đối là cao. Ở đây thì có thể thấy rằng là việc ứng dụng AI thì có rất là nhiều lợi ích trong việc phân tích kết cấu. Thế tuy nhiên thì trong hiện nay trong nhóm ấy thì cũng đang đang nghiên cứu ở một cái phần đó là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xác định được cái ứng xử cơ học của kết cấu trong một số những cái dạng kết cấu cụ thể. Thế và trong cái buổi giới thiệu hôm nay thì tôi cũng sẽ xin được trình bày về một số những cái nghiên cứu mà nhóm cũng đã đạt được. Và đây cũng là nội dung chính của bài trình bày. Thông thường thì một cái bài toán mà ứng dụng AI nói chung hay là ứng dụng AI để giải bài toán kết cấu thì sẽ thường được thực hiện là thông qua các cái bước cơ bản. Có 4 bước cơ bản. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đi xác định, phải đi xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu của cái bài toán chúng ta nghiên cứu. Sau đó thì chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm các cái mô hình để giải quyết bài toán. Rồi bước thứ ba đó là đánh giá kết quả của cái mô hình. Và cuối cùng là người ta sẽ đi giải nghĩa cái mô hình. 4 cái bước cơ bản này thì sẽ được thể hiện thông qua cái sơ đồ khối. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải đi xây dựng bộ cơ sở dữ liệu của bài toán. Cơ sở dữ liệu thì là trọng tâm của mọi cái vấn đề liên quan tới học máy. Nếu không có một cái dữ liệu thích hợp ý, thì các cái mô hình học máy cũng sẽ chỉ giống như là những cái cơ thể mà không có linh hồn. Thế tuy nhiên hiện nay thì trong thế giới dữ liệu lớn thì cái việc mà chúng ta xây dựng hay là thu thập cái dữ liệu thì cũng không phải là quá là khó khăn. Và đối với cả lĩnh vực kết cấu thì cái cơ sở dữ liệu thì sẽ thường được thu thập từ những cái kết quả thí nghiệm hoặc là những cái kết quả mô phỏng số. Và cái bộ dữ liệu thu thập được đó thì sẽ được gọi là bộ dữ liệu thô. Đây là bộ dữ liệu thô. Thế thì vì ta biết rằng là dữ liệu thì là được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thế nên là sẽ phải có một cái bước, đó là bước chúng ta sẽ phải xử lý dữ liệu.
xử lý dữ liệu ở đây có nghĩa là như thế nào? Là ta sẽ phải đi loại bỏ những cái dữ liệu mà nó trùng cả về kết quả đầu vào lẫn cái kết quả đầu ra. Hoặc là chúng ta cũng phải xử lý những cái dữ liệu mà có kết quả đầu vào giống nhau nhưng kết quả đầu ra khác nhau. Và một cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta phải thống nhất được về cái đơn vị của bộ cơ sở dữ liệu. Cụ thể là ví dụ như khi chúng ta đi thu thập dữ liệu mà liên quan có những cái thông số liên quan tới cái cường độ nén của bê tông chẳng hạn ấy, thì như ta biết được là để xác định được cái cường độ nén của bê tông thì là người ta sẽ thí nghiệm nén một số những cái loại mẫu có thể là có những cái hình dạng và kích thước khác nhau. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào bộ dữ liệu này ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái công thức tính toán để chúng ta quy đổi cái cường độ nén về cho cùng một cái loại mẫu, tập cùng một cái hình dạng và cùng một cái kích thước. Hoặc là trong các cái thông số chúng ta thu thập mà đơn vị người ta dùng khác nhau thì chúng ta cũng phải đưa về cùng một cái đơn vị, đưa về thống nhất cùng một cái đơn vị. Đấy là một cái điều rất là quan trọng trong cái bộ dữ liệu. Bởi vì bộ dữ liệu thì mục đích chúng ta là phải xây dựng một cái bộ dữ liệu có độ tin cậy cao và có độ chính xác. Sau khi mà đã có được bộ dữ liệu rồi thì đến một cái phần tiếp theo nữa mà người thực hành học máy, các kỹ thuật học máy thì cũng sẽ cần phải xác định nguyên đối mặt, đó là việc mà chúng ta phân chia bộ dữ liệu. Cái việc phân chia bộ dữ liệu đấy thì mục đích là để giúp chúng ta đào tạo cũng như là chúng ta kiểm chứng cái mô hình. Nếu tập dữ liệu đào tạo và kiểm chứng mà nó kém thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình. Nó có thể gây một cái hiện tượng, gây các cái hiện tượng như là hiện tượng trang bị quá mức hay là hiện tượng là trang bị thiếu dữ liệu. Thế và mô hình xây dựng chúng ta xây dựng lên thì sẽ hiệu suất của nó kém và sẽ dẫn tới là cái sai số sẽ rất là lớn. Thế ở đây thì việc phân chia dữ liệu thì có thể là người ta sẽ chia ra thành hai hoặc là ba tập dữ liệu. Và cái cách chia là sẽ phải được chia một cách ngẫu nhiên. Thì nếu mà chia ra ba cái tập dữ liệu con thì là chúng ta sẽ có là tập dữ liệu đào tạo, tập dữ liệu xác nhận và tập dữ liệu kiểm chứng. Còn trong trường hợp mà chúng ta chia ra hai tập con như cái sơ đồ đây tôi thể hiện thì đây là tập dữ liệu đào tạo và đây là tập dữ liệu kiểm chứng. Thì khi chia ra hai tập, khi chia ngẫu nhiên ra hai tập như thế này thì sẽ lại sử dụng thêm một cái kỹ thuật xác nhận chéo để cho chúng ta tạo ra một cái bộ dữ liệu kiểm chứng ở đây. Đây là chúng ta tạo, tôi sẽ đây là tạo ra một cái bộ dữ liệu xác nhận. Đấy thì ở đây thì mỗi một cái bộ dữ liệu này thì cũng sẽ có đóng một cái vai trò nhất định trong cái quá trình mà người ta đi xây dựng mô hình. Và cụ thể là như thế nào? Thì trước tiên là về tập dữ liệu đào tạo. Đây là tập dữ liệu đào tạo. Thì tập dữ liệu đào tạo này sẽ được sử dụng để huấn luyện các cái mô hình học máy mà chúng ta lựa chọn. Và đây cũng chính là cái bước thứ hai của bài toán, là bước mà chúng ta sẽ phải để lựa chọn các mô hình học máy và cho các cái mô hình này nó học, nó sẽ được học ở trên cái tập dữ liệu đào tạo này. Thì trong cái bước thứ hai này thì như tôi có nói lúc nãy là chúng ta sẽ sử dụng thêm cái kỹ thuật xác nhận chéo để cho chúng ta tạo ra cái tập dữ liệu xác nhận. Thì tập dữ liệu xác nhận này thì có nhiệm vụ đó là như thế nào? Nó sẽ cung cấp các cái đánh giá công bằng về sự phù hợp của mô hình trên tập dữ liệu đào tạo trong quá trình huấn luyện. Và cái tập này thì có tác dụng là giúp chúng ta tìm kiếm được cái mô hình tốt nhất trong số các cái mô hình được huấn luyện. Và sẽ quyết định cái nào là mô hình tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng cuối cùng bằng cách là người ta sẽ sử dụng, bằng cách là người ta sẽ đi so sánh các cái thước đo hiệu suất. Thế thì từ cái bước này mà sau khi chúng ta đào tạo, chúng ta lựa chọn được cái mô hình tốt nhất rồi. Thì đến chúng ta sẽ phải kiểm tra cái mô hình này xem là hiệu suất của nó như thế nào. Thì đó là sang cái bước thứ ba. Thì trong cái bước thứ ba này thì chúng ta sẽ sử dụng cái tập dữ liệu kiểm chứng. Và tập dữ liệu kiểm chứng này là một cái tập mà sẽ phải được tách rời. Nó sẽ không hoàn toàn là không được biết đến trong cái quá trình đào tạo. Tôi nói là độc lập riêng biệt hẳn. Riêng biệt hẳn. Đây, nó sẽ là một cái tập mà nó riêng biệt hẳn ở ngoài, không được biết đến trong cái quá trình đào tạo mô hình. Thì cái tập này dùng để kiểm chứng mô hình thông qua cái thước đo hiệu suất. Thì cái thước đo hiệu suất đó thì người ta thường sử dụng các cái tiêu chí thống kê, ví dụ như là cái hệ số tương quan R này, rồi là hệ số xác định R bình, hay là sai số toàn phương trung bình RMSE vân vân. Thì các cái hiệu suất này
Các cái chỉ tiêu, các cái tiêu chí này là dùng để đánh giá hiệu suất mô hình, và chúng ta có thể kết luận được xem là mô hình đấy dự đoán, khả năng dự đoán của nó là có tốt hay không. Thế tuy nhiên thì các cái mô hình học máy này thì bản chất của nó lại là những cái hộp đen mà chúng ta cũng chưa chưa hiểu rõ được như thế nào. Thì đến một cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ đi giải nghĩa cái mô hình. Thế đi giải nghĩa cái mô hình này thì người ta cũng có thể sử dụng một số những cái công cụ như là SAS hoặc là PDP để chúng ta giải nghĩa mô hình. Thì đây là một cái sơ đồ khối của một cái bài toán nói chung cũng như bài toán kết cấu nói riêng. Thì bây giờ tôi sẽ đi cụ thể vào các cái bước, chi tiết hơn vào các cái bước. Đầu tiên chính là cái cơ sở dữ liệu của một cái bài toán mà chúng ta cần quan tâm. Thì như đã phân tích ở phần trên ý, thì cơ sở dữ liệu chính là một cái vấn đề then chốt cho các cái bài toán. Đối với lĩnh vực kết cấu thì như tôi cũng có nói lúc ban đầu là chúng ta cũng có rất là nhiều cái định hướng nghiên cứu. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì trong nhóm thì đang tập trung vào nghiên cứu về ứng xử cơ học của một số dạng kết cấu. Một số dạng kết cấu chúng tôi đã trọng tâm vào nghiên cứu, ví dụ như là đối với những kết cấu dạng cột. Thì sẽ có một số loại như ví dụ như cột ống thép nhồi bê tông với các cái tiết diện mà cắt ngang khác nhau như hình tròn, hình elip hoặc là hình vuông. Rồi là cột thép, cấu kiện thép chữ Y được tạo với hai cái thép góc và một cái thép bản bằng cái liên kết hàn. Thì trong cái cấu kiện cột định thì cái sức chịu tải dọc trục là một cái thông số kỹ thuật mà cần được quan tâm và cũng cần phải được xác định. Tiếp theo là một số các cái nghiên cứu về dầm. Một số loại dầm cũng đặc biệt một chút, đó là ví dụ như là cái dầm thép chữ Y mà có khoét lỗ này, rồi những cái dạng dầm cao, dầm sâu hay còn gọi là dầm cao, rồi dầm mảnh, rồi là dầm bê tông cốt thanh FAP hoặc là dầm bê tông cốt sợi. Thì trong các cái đối với dầm thì cái sức kháng cắt cũng là một cái thông số thiết kế, một cái thông số kỹ thuật cũng khá là quan trọng và cũng cần phải đi xác định. Thế ngoài ra thì nhóm cũng có nghiên cứu thêm một số những cái bài toán, những cái bài toán về các cái lực liên kết giữa các thanh FAP trong bê tông hay là liên kết giữa tấm FAP với cả bề mặt bê tông hoặc là cái sức hoặc là liên kết về sức kháng trọng phùng của sản phẩm. Thì với tất cả các cái bài toán để ứng dụng AI và đặc biệt là trong bài toán kết cấu này thì một bước đầu tiên đó chính là chúng ta đi xây dựng cơ sở dữ liệu trong bài toán. Ở đây thì như lúc nãy cũng đã nói rồi thì việc thu thập dữ liệu thì chúng ta sẽ sử dụng thu thập dựa trên các cái kết quả thí nghiệm hoặc là dựa trên những cái kết quả mô phỏng số. Thì đây ví dụ như là chúng tôi thực hiện cái thu thập và chúng tôi đưa ra một cái bảng để thể hiện những cái kết quả được thu thập. Thế thì ở cái bộ dữ liệu được thu thập đó thì chúng ta luôn luôn là chúng ta sẽ phải có một cái công đoạn đó là chúng ta xử lý để đảm bảo được là cái bộ dữ liệu phải đủ độ tin cậy cũng như là đủ độ chính xác cao. Thế sau khi mà đã chọn lọc được cái bộ dữ liệu chuẩn đấy rồi, đảm bảo được chất lượng rồi, thì chúng ta sẽ đi xác định cái miền không gian đầu vào để xây dựng mô hình. Bởi vì bao giờ chúng ta biết là chúng ta muốn dự đoán một cái gì đấy thì bao giờ cũng sẽ phải có những cái đầu vào cho cái bài toán, cũng như là kết quả đầu ra là chúng ta dự đoán cái cần cần xác định. Thì ví dụ như đây là dữ liệu thu thập trong một cái bài toán là dự đoán cái sức chịu tải dọc trục của cột ống thép nhồi bê tông CFST. Ở đây thì thu thập ở đây là có 6 thông số đầu vào, bao gồm liên quan tới kích thước của tiết diện cột, rồi là các cái đặc tính cơ học của vật liệu, và đây chính là cái đầu ra, và đầu ra này là đầu ra theo kết quả thí nghiệm thì được thu thập, thì chúng tôi đưa vào một cái bảng. Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái miền không gian đầu vào, hay người ta gọi đấy là cái input, còn đây là cái output, là cái đầu ra. Thì bây giờ là khi mà lựa chọn cái không gian đầu vào ấy, thì người ta có thể là sử dụng ngay các cái đầu vào mà nó đã mà chúng ta đã thu thập có sẵn rồi, và chúng ta có thể sử dụng ngay 6 cái thông số này làm input, hoặc là chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm một số những cái kỹ thuật để người ta sẽ đi giảm biến,
Mục đích của cái việc giảm biến ý, là để cho giúp cho cái việc mà đào tạo mô hình nó nhanh hơn. Thế tuy nhiên là khi giảm biến thì chúng ta cũng phải đương nhiên là phải lựa chọn những cái giảm những cái biến nào mà nó không quan trọng rồi. Thế và một cái cách là chúng ta có thể thiết kế một cái miền không gian đầu vào mới dựa trên cái đầu vào mà chúng ta thu thập. Thì ví dụ như ở đây thì dựa trên các cái không gian đầu vào chúng ta thu thập ở đây thì ta lại xây dựng là một cái không gian đầu vào mới. Như là chúng ta thiết lập thêm cái tỷ số V kép trên T hay L trên V kép. Thì mục đích của cái việc này là để giúp cho tạo ra được các thông số đầu vào mới mang một cái tính tổng quát hơn cho cái bộ dữ liệu mà chúng ta thu thập. Tiếp theo của cái phần mà chúng ta lựa chọn được cái thông số đầu vào rồi thì chúng ta sẽ phải đi phân tích cái dữ liệu mà chúng ta thu thập. Thì việc phân tích dữ liệu thì sẽ bao gồm các cái công việc. Thứ nhất là xác định cái sự phân bố của các thông số. Đây, thì ví dụ như là trên cái hình này thì là trên cái đường chéo chính này là thể hiện cái sự phân bố của các cái dữ liệu mà của các cái thông số mà chúng ta thu thập được. Thì dựa trên cái sự phân bố này ấy, dựa trên cái biểu đồ này thì có thể thấy được là sự phân bố của các thông số, xem cái độ bao phủ của cái thông số này nó như thế nào, có thể xác định được cái phạm vi biến đổi của các cái thông số, xem là nó có thể khuyết ở miền nào, nó tập trung ở miền nào, hay là có những cái giá trị nào đặc biệt hay không. Bởi vì khi mà có những cái giá trị đặc biệt ý, thì là nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cái bài toán sau này, và chúng ta sẽ phải đặc biệt quan tâm tới những cái giá trị đặc biệt đó. Còn nếu mà khi mà cái bộ dữ liệu nó có bị khuyết thì khi đó là chúng ta sẽ phải tìm cách chúng ta thu thập thêm dữ liệu ở những cái miền khuyết đấy để đảm bảo được cái sự phân bổ, đảm bảo cái được cái độ bao phủ cái dữ liệu. Sau một cái việc thứ hai trong cái bước phân tích dữ liệu đó là chúng ta sẽ phải đi xác định cái tương quan giữa các thông số. Thì thông thường là để xác định tương quan giữa thông số thì người ta sử dụng các hệ số tương quan. Cái tương quan này thì mục đích là gì? Là để xác định xem tương quan giữa các thông số đầu vào cũng như là tương quan giữa đầu vào và đầu ra. Thì đối với cả mối tương quan giữa các thông số mà cao và cụ thể là mối tương quan giữa thông số đầu vào mà cao thì điều đó có nghĩa là các cái thông số đấy nó có sự quan hệ với nhau. Mà khi mà nó có sự liên hệ với nhau, có một cái mối liên hệ nào đó rồi ý, thì chúng ta cũng có khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng xem là những cái kỹ thuật giảm biến, xem là chúng ta có thể giảm bớt được cái biến đi hay không. Thế còn nếu mà cái mối tương quan giữa đầu vào và đầu ra mà cao, cái hệ số tương quan đấy mà cao thì điều đấy cũng có thể cũng có nghĩa giải thích được một phần là cái thông số đầu vào đó là khá là quan trọng đối với đầu ra, và đương nhiên là chúng ta sẽ không thể bỏ cái thông số đầu vào này được vì nó ảnh hưởng tới kết quả của đầu ra. Thì quá trình mà chúng ta xây dựng bộ dữ liệu thì như tôi luôn luôn nhấn mạnh lại, đó rất là quan trọng vì nó hoàn toàn ảnh hưởng tới kết quả của bài toán dự báo. Thế tiếp theo là chúng ta sẽ phải đi xây dựng cái mô hình để giải quyết cái bài toán này, để giải quyết cái bài toán mà chúng ta đề ra. Ở đây thì các cái thuật ngữ trí tuệ nhân tạo hay là machine learning, tạo học máy hay là máy học ấy, thì cũng là những cái thuật ngữ mà đang dần là trở nên rất là phổ biến. Thì trí tuệ nhân tạo thì đó là trí tuệ con người mà được mô phỏng bởi máy móc. Machine learning thì là một cái lĩnh vực mà nó xuất hiện sau. Nó là một cái khái niệm xuất hiện sau và là một cái lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo. Machine learning thì là liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống học tự động từ dữ liệu để giải quyết những cái vấn đề cụ thể. Đối với cả các cái phương thức học thì các thuật toán machine learning thì người ta chia ra có 4 nhóm. Thứ nhất là học có giám sát này, thứ hai là học không giám sát, loại thứ ba là học bán giám sát, và loại thứ tư là học tăng cường. Ngoài ra thì còn một số cái loại học khác nhưng mà nó không đáng kể nên là tôi không xét đến ở đây. Thì đối với thuật toán học có giám sát thì người ta chia ra hai dạng chính, đó là phân loại và hồi quy. Trong các bài toán kết cấu mà sử dụng AI, nhóm đang tiến hành nghiên cứu thì đang tập trung vào các cái bài toán hồi quy, và các cái thuật toán để giải quyết các bài toán hồi quy này thì cũng rất là nhiều.
rất rất là nhiều, bao gồm các cái thuật toán ví dụ như liên quan tới cả mạng thần kinh nhân tạo này, các cái thuật toán hồ quy tuyến tính, ca láng giềng gần này, hay là các cái thuật toán được xây dựng trên mô hình cây, ví dụ như cái quyết định, hay là giường ngẫu nhiên, hay là gradient boost, hay là gradient boost, tức là rất rất là nhiều cái thuật toán để có thể giải quyết được một cái vấn đề. Và trong số rất là nhiều cái thuật toán đấy thì mỗi một cái thuật toán thì nó lại cũng phù hợp với một cái vấn đề mà chúng ta giải quyết, chúng ta muốn giải quyết, cần giải quyết. Thế vì vậy mà cái nhiệm vụ của cái người đi ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở đây, ứng dụng các cái thuật toán học máy, là cũng phải đi tìm được một cái thuật toán hay là tìm được một cái mô hình để phù hợp cho cái bài toán mà chúng ta đang xét đến. Thế và đồng thời là trong các cái mô hình, và đặc biệt là các mô hình được xây dựng từ các cái thuật toán cây, hoặc là các cái mô hình học mà mô hình trí tuệ nhân tạo, tôi sẽ mô hình mạng thần kinh nhân tạo sâu, ta deep learning đấy, thì là trong các cái mô hình đó thì lại có rất rất là nhiều siêu tham số, rất là nhiều siêu tham số, mà mỗi một siêu tham số, mỗi một giá trị của siêu tham số thì lại cũng có tác động đáng kể đến cái hiệu suất của mô hình. Và chúng ta ở đây thì mục đích là chúng ta phải đi tìm được một cái mô hình tốt nhất để đạt được một cái hiệu suất dự đoán tốt nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái bước, đó là chúng ta phải đi tìm được một cái siêu tham số phù hợp với cái mô hình tốt nhất đấy. Và cái quá trình đó thì chúng ta sẽ phải đi là điều chỉnh siêu tham số, hay gọi là tối ưu hóa siêu tham số. Thì cũng có rất là nhiều cái kỹ thuật để có thể tối ưu hóa siêu tham số. Một số cái kỹ thuật được xét đến ví dụ như là tìm kiếm ngẫu nhiên này, hoặc là tìm kiếm theo lưới này, hay là người ta sử dụng các cái thuật toán tối ưu hóa. Thì như trên slide đây thì tôi cũng có mô tả ở đây là đang đi thực hiện tối ưu hóa bốn cái siêu tham số được xét đến ở đây là n estimator, là lên đó là chính là cái số lượng cây tăng cường này, max deep này là chiều cao tối đa của cây, đây là learning rate là tốc độ học tập, và đây là min senior back là tổng trọng lượng tối thiểu. Thì đây là bốn cái siêu tham số của một cái mô hình cây trong bài toán dự báo cái sức chịu tải của cột mà chúng tôi đã nghiên cứu. Và quá trình tối ưu hóa này là được thực hiện bằng cái phương pháp tìm kiếm theo lưới. Và cái việc mà đánh giá cái quá trình tối ưu hóa này thì tôi thử sử dụng là cái tiêu chí R bình, là cái hệ số xác định. Ở đây thì cái cột màu bên này là thể hiện cái giá trị hệ số xác định R bình. Thế và nhìn ở đây thì qua cái quá trình phân tích thì ta có thể thấy là cái hình C là thể hiện là cái bộ biểu là thể hiện cái giá trị R bình là cao nhất. Cái giá trị R bình ấy, thì cái hệ số xác định R bình là thường là tối đa của nó sẽ là bằng 1. Nếu mà bằng 1 thì có nghĩa là mô hình nó khớp hoàn toàn với dữ liệu thực nghiệm, nhưng mà cái điều đó thì cũng rất là khó có thể xảy ra. Do đó R bình càng tiệm cận tới 1 thì điều đó có cái hệ suất của mình càng tốt. Thế thì ở đây có thể nhận thấy rằng là khi mà chúng ta tối ưu hóa thì những cái kết quả của các cái siêu tham số ở cái hình C này sẽ được là cơ sở để xác định cái siêu tham số tối ưu. Một cái kỹ thuật khác để thực hiện cái tối ưu hóa siêu tham số đó là sử dụng các cái thuật toán tối ưu. Các cái thuật toán tối ưu thì cũng có rất nhiều thuật toán tối ưu, có thể là thuật toán tối ưu hóa bầy đàn PSO, hoặc là giải thuật đàn kiến CAO vân vân, cũng rất là nhiều các thuật toán tối ưu hóa. Các thuật toán tối ưu hóa thì có nhiều ưu điểm hơn so với những cái việc tìm kiếm ngẫu nhiên hoặc là tìm kiếm theo lưới. Bởi vì cái quá trình tìm kiếm này ấy, thì là nó tự động tìm kiếm trên cái nền không gian đầu vào của nó, trên nền không gian đầu vào của cái siêu tham số. Và quá trình tìm kiếm nó là một cái vòng lặp, nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến bao giờ mà nó tìm ra được cái bộ siêu tham số tối ưu. Thì ở đây trong cái slide này thì tôi có thể hiện cái quá trình siêu tham số, quá trình tối ưu hóa siêu tham số của thuật toán gradient boost, ký hiệu là GB, bởi ba cái thuật toán tối ưu hóa là thuật toán tối ưu hóa bầy đàn PSO này, tối ưu hóa
ngẫu nhiên RA và giải thuật luyện kim SA. Thì đây là ba cái thuật toán dùng để tối ưu hóa cái mô hình GB. Và trong cái hình này thì cái quá trình thực hiện tối ưu hóa thì cũng sẽ được đánh giá bằng cái tiêu chí R bình. Ở trên hình thì cũng có thể hiện được là ta nhận thấy là sau khoảng 250 lần lặp này, thì cái giá trị R bình là nó hội tụ. Giá trị R bình hội tụ. Và nhận thấy là cái mô hình GB mà được tối ưu hóa bằng cái giải thuật luyện Kim SA là đạt được một cái hiệu suất là tốt nhất. Nó có giá trị cao nhất ở phía trên này. Thì là ta đã tối ưu hóa được siêu tham số và ta đã tìm được là cái mô hình tốt nhất. Thế tuy nhiên thì các cái thuật toán tối ưu hóa thì cũng sẽ tồn tại cái nhược điểm. Đó là bản thân trong các cái thuật toán tối ưu hóa nó cũng có các siêu tham số. Thế và trước khi chúng ta tối ưu hóa một cái mô hình chúng ta đề xuất bằng các thuật toán tối ưu hóa thì cũng lại phải quay trở về, cũng lại phải trước khi tối ưu hóa như vậy thì chúng ta lại phải đi tối ưu hóa cái thuật toán tối ưu. Lại tóm lại lại phải tối ưu hóa siêu tham số trong các thuật toán tối ưu. Thì ví dụ như đây là tối ưu hóa về cái tỷ lệ dân số đây trong cái thuật toán bầy đàn PSO. Và các cái và cái việc mà tối ưu hóa siêu tham số trong cái thuật toán bầy đàn này thì lại thường được làm thủ công, nên là cái tốc độ mà chúng ta, nên là cái thời gian mà chúng ta cho cái quá trình này thì nó sẽ mất thời gian hơn so với cái việc mà chúng ta tìm kiếm ngẫu nhiên hoặc là tìm kiếm theo lưới. Trong cái bước này thì sau khi tối ưu hóa xong siêu tham số rồi thì chính là chúng ta xác định ra được, tìm được một cái mô hình tối ưu. Bây giờ tìm một cái mô hình hay gọi là mô hình tốt nhất đấy. Vậy thì bây giờ là sau khi xác định được cái mô hình tốt nhất là chúng ta lại phải đi đánh giá cái mô hình này xem là cái hiệu quả của cái mô hình nó sẽ như thế nào. Thì cái việc mà đánh giá hiệu quả của mô hình thì như tôi đã nói từ cái bước trước là khi này chúng ta sẽ sử dụng cái tập dữ liệu kiểm chứng để chúng ta đánh giá hiệu suất của mô hình. Ở đây thì tôi giới thiệu hai bài toán. Một cái bài toán thứ nhất là bài toán về xác định sức chịu tải của cột sức chịu tải tới hạn của cột CFT tại cột ống thép nhồi bê tông. Và cái bộ dữ liệu ở đây thì chúng tôi đã thu thập được hơn 3.000 dữ liệu. Đó chính là các cái kết quả thí nghiệm của các cột có các mặt cắt khác nhau chúng tôi đã thu thập được. Và sau khi mà chúng tôi khảo sát cũng như là tiến hành những cái bước tối ưu thì để tìm ra cái mô hình tốt nhất, đó là cái mô hình XGB hay là mô hình XGBoost. Cái việc đánh giá hiệu suất của mô hình thì sẽ được thể hiện thông qua những cái tiêu chí thống kê được hiện bằng các con số và cũng được biểu diễn thông qua các cái biểu đồ. Ví dụ như đây là biểu đồ về lỗi và đây là biểu đồ về hồi quy. Thì dựa vào cái biểu đồ lỗi này thì nhận thấy là các cái lỗi mà cái quá trình dự đoán ấy thì thấy rằng là có một cái sự tập trung lớn, các cái kết quả dự đoán là nó quanh quanh không, tức là nó cũng rất là sát với thực tế. Còn cũng có những cái sai số lớn, đương nhiên là cũng phải có cái sự sai số rồi, chứ cũng không thể có cái mô hình nào là tuyệt đối được. Thế tuy nhiên là cái tỷ lệ về sai số ấy thì nó chiếm cái phần trăm rất là ít so với toàn bộ cái dữ liệu mà đã được thu thập. Tỷ lệ sai số lớn nó chiếm cái tỷ lệ rất là nhỏ. Thế còn đây là cái đường hồi quy. Cái đường hồi quy này thì là nó biểu diễn cái mối tương quan giữa cái giá trị thí nghiệm với cái giá trị dự đoán đầu ra, tức cái giá trị được dự đoán về cái mô hình. Thì thấy là cái kết quả đạt được, đây là cái đường y bằng x là cái đường tuyệt đối, thì là các kết quả dự đoán là cũng rất là gần khít, thì cũng có thể cho thấy cái hiệu quả của cái mô hình XGBoost này trong cái việc mà xác định sức chịu tải tới hạn của cột. Một cái ví dụ nữa được xét đó là xác định sức kháng trọng thùng của sản phẩm bê tông cốt thép. Thì với một bộ dữ liệu được xây dựng là có 380 cái kết quả thí nghiệm được thu thập. Và đây thì đề xuất mô hình đó là mô hình CFT. Kết quả của cái bài toán dự đoán thì cũng sẽ được biểu diễn thông qua cái biểu đồ tương quan giữa cái giá trị thực tế và cái giá trị dự đoán. Và đây là cái biểu đồ mà đây cũng là biểu diễn cái tương quan hồi quy giữa dự đoán với cả thực tế. Và cái hiệu suất thì được đánh giá về bốn cái tiêu chí thể hiện bằng các con số.
Thì cái kết quả đạt được ở đây thì cũng cho thấy là cái khả năng dự đoán tuyệt vời của cái mô hình test booth với cả bài toán sức kháng chất lượng của sản phẩm. Thế tuy nhiên là ở cái việc đánh giá cái hiệu quả cái mô hình đề xuất ấy, thì ngoài việc mà chúng ta sử dụng các cái tiêu chí thống kê thì chúng ta cũng có thể kiểm chứng bằng một số những cái cách làm khác để có thể khẳng định hay là để có thể làm rõ, nêu bật rõ được hơn về cái hiệu suất của cái mô hình chúng ta vừa mới xây dựng xong. Thì có một số những cái cách khác, ví dụ như là chúng ta có thể so sánh với các mô hình khác. Thì đây là một cái biểu đồ Taylor thể hiện hiệu suất của 5 mô hình. Trong đó thì có mô hình CGB1, tức là cái mô hình Gradient Boost, là mô hình mà được đề xuất cho bài toán dự báo, và 4 cái mô hình còn lại là 4 cái mô hình để so sánh. Và cái mô hình nào mà gần với cả mục tiêu nhất thì mô hình đấy sẽ có hiệu suất là tốt nhất. Thì qua cái biểu đồ Taylor này thì có thể thấy là cái mô hình mà đề xuất thì đạt được một cái hiệu suất cũng rất là tốt, bởi vì nó gần với giá trị mục tiêu nhất, tốt nhất so với các mô hình còn lại đấy. Một cái cách so sánh nữa đó là chúng ta sẽ so sánh với những cái kết quả thực nghiệm, so sánh với một số những cái kết quả thực nghiệm. Thì đây, đây là một cái hình mà biểu diễn biểu diễn cái sự so sánh với những một số mẫu mà được thí nghiệm ra. Thì ở đây những cái đường nét đứt, những cái đường nét đứt ở đây là cái đường mà biểu diễn cái kết quả dự báo theo mô hình mà chúng ta xây dựng. Còn các cái chấm ở đây thì các cái chấm này là biểu diễn những cái kết quả thí nghiệm mà đã được thu thập. Thì dựa trên đây thì cũng lại cũng có thể là nhận thấy là những cái chấm này nó cũng rất là sát với cái đường biểu diễn, có nghĩa là cái hiệu suất của cái mô hình mà được xây dựng thì cũng rất là tốt cho việc dự đoán một cái bài toán. Rồi là một cái cách để chúng ta điểm chứng hiệu suất của mô hình là bằng cách là sẽ so sánh với các cái mã thiết kế hoặc là các cái phương trình thực nghiệm. Thì trong cái hình này là biểu diễn cái sai số của cái mô hình đề xuất, mô hình test đề xuất với cả 4 cái phương trình, với cả 5 cái phương trình thực nghiệm của các nhà khoa học. Thì dựa vào cái biểu đồ này thì ta cũng thấy rõ ràng là cái sai số cái mô hình mà được đề xuất thì nó có một cái sai số là nhỏ nhất so với cả các cái phương trình thực nghiệm còn lại. Thì điều đấy cũng khẳng định được cái hiệu suất của mô hình là có khả năng là dự báo khá là tốt. Thì đấy là cái cách mà đánh giá hiệu suất của mô hình. Thì ngoài việc sử dụng các tiêu chí thống kê thì chúng ta cũng có thể kiểm chứng thông qua nhiều các cái kỹ thuật khác nữa, nhiều các cách so sánh khác nữa. Thế thì từ trước tới giờ ấy, thì các mô hình học máy thì bản chất nó như là những cái hộp đen, và chung cho cái khả năng dự đoán thì chính dự đoán khá là cao, khá là tốt. Thế tuy nhiên để hiểu được những cái mô hình này ấy, thì cũng là một cái nhiệm vụ khá là phức tạp. Và để có thể biết được cái hộp đen nó có ý nghĩa như thế nào, theo cái định hướng gọi là định hướng chuyên môn mà chúng ta đang nghiên cứu, chẳng hạn như là về cái lĩnh vực kết cấu, thì nó chúng ta sẽ phải giải thích cái mô hình này theo cái hướng kết cấu. Thì khi này thì cũng có một số những công cụ hỗ trợ, thì ví dụ như là cái biểu đồ phụ thuộc một phần kiểu PDP hoặc là cái giá trị xác. Thì đây là hai cái công cụ mà phổ biến nhất hiện nay là để giải nghĩa cái hộp đen theo cái hướng mà chúng ta đang quan tâm, theo hướng chúng ta đang nghiên cứu. Điểm tương đồng của hai cái công cụ này là đưa ra cái ý tưởng về cách là các cái thông số đầu vào nó ảnh hưởng thế nào đến cái giá trị dự đoán. Tuy nhiên thì mỗi một cái công cụ thì nó cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm riêng. Thì đối với cả biểu đồ phụ thuộc một phần thì ảnh hưởng của từng thông số được xét đến khi là các cái thông số còn lại nó được cố định. Và cái biểu đồ phụ thuộc một phần thì nó sẽ biểu diễn được cái mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, nó là đơn điệu hay nó là phức tạp. Còn đối với cả giá trị xác, cái giá trị xác thì đo lường tác động của thông số đầu vào mà có xét đến sự tương tác với các thông số khác. Và xác thì xác định sự đóng góp của từng thông số và sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ lớn cho đến nhỏ. Có nghĩa là ở đây là sẽ sắp xếp theo thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn.
Dựa vào cái biểu đồ SAP này thì chúng ta có biết được, có thể biết được đâu là yếu tố quan trọng nhất và sẽ là giảm dần theo sự quan trọng của các biến. Thì trong hai ở đây thì là khi xét ảnh hưởng ở đây là chúng ta đang xét được ảnh, người ta gọi là phân tích một chiều đấy, là mới đang xét ảnh hưởng từng thông số đến cái giá trị dự đoán. Thế bây giờ muốn xác định ảnh hưởng của từng cặp thông số đến giá trị dự đoán như thế nào thì người ta sẽ phải sử dụng đến cái phân tích hai chiều. Thì ở đây, đây hình này là biểu diễn là phân tích hai chiều của SAP. Còn đây là biểu diễn cái phân tích hai chiều của biểu đồ phụ thuộc một phần. Các cái bảng màu hay là các cột màu đây và các cái màu này thì biểu thị là cái giá trị đầu ra. Và hai cái trục này là biểu thị cái hai cái trục này là biểu thị cái giá trị thông số của các cái biến chúng ta quan tâm. Thì qua cái phân tích hai chiều này ấy, thì chúng ta cũng có thể xác định được sơ bộ cái miền mà tối ưu của các cái thông số, cũng có thể xác định được sơ bộ và các cái giá trị đó ấy, thì cũng có thể được dùng để tham khảo cho việc thiết kế ra được cái giúp cho việc thiết kế tối ưu hóa, giúp cho cái việc tối ưu hóa thiết kế, và chúng ta cũng có thể xác định cơ bản được cái miền mà để giúp cho chẳng hạn chúng ta muốn là cái sức chịu tải lớn nhất thì chúng ta cũng có thể ám chừng được là khi đó chiều dày cột là bao nhiêu, rồi là các cái thông số liên quan tới đặc tính cơ học của vật liệu vân vân, thì chúng ta cũng có thể xác định sơ bộ được những cái kích thước đó giúp cho việc tối ưu hóa. Thì đây là bốn cái bước cơ bản của một cái bài toán kết cấu nói riêng cũng như là bất cứ một cái bài toán nào đó nói chung. Thế thì trong các cái định hướng tiếp theo của nhóm thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục là nghiên cứu và sẽ đi có những cái nghiên cứu sâu hơn, và khi đó thì cũng sẽ phải đi phát triển thêm những cái, đi xây dựng thêm những cái bộ cơ sở dữ liệu đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao, và cái số dữ liệu thu thập thì cố gắng là nó sẽ phải bao phủ được một cái phạm vi nó lớn hơn, thì tiếp tục là xây dựng những cái bộ cơ sở dữ liệu lớn hơn và tiếp tục là phát triển những cái công cụ mới để sâu hơn vào cái việc tối ưu hóa thiết kế, cũng như là tạo ra được những cái giao diện người dùng thân thiện để giúp cho các sau người dùng có thể dễ dàng sử dụng được, ứng dụng được vào trong thực tế. Thì trên đây cũng là toàn bộ cái nội dung của bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Thì cũng rất là mong nhận được sự trao đổi và đóng góp của các anh chị và các bạn đồng nghiệp để cho buổi giống như là cái buổi giao lưu nó có thêm nhiều cái ý nghĩa hơn. Thì tôi cũng xin trân trọng cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài chia sẻ của tôi đến đây hết. Vâng, trân trọng cảm ơn cô Thùy Anh đã có một bài chia sẻ mà rất là đầy đủ về quy trình xử lý số liệu cũng như là chọn các mô hình học máy để tối ưu hóa, để dự báo những cái có hai cái case study mà cô trình bày trong bài hôm nay, cụ thể đó là dự báo cái sự chịu tải của cột gia cường bằng ống thép CFST với 3.000 mẫu thí nghiệm rất là nhiều, và bài toán case study thứ hai đó là dự báo cái độ chọc thủng cường độ chọc thủng của sàn bê tông cốt thép với cũng có hơn 380 mẫu. Và bài chia sẻ thì cô cũng đã nói đến cả những cái phương pháp tối ưu hóa siêu tham số, các phương pháp đánh giá kết quả dự báo cũng như là giải nghĩa mô hình học máy. Thì tiếp theo đây thì sẽ đến cái phần chúng ta sẽ còn khoảng 45 phút nữa cho phần đặt câu hỏi và trả lời giao lưu với hai diễn giả của chúng ta. Xin mời các thầy cô có thể đặt câu hỏi cho hai diễn giả. Ở đây thì trên phần chat thì tôi đã nhận được một số câu hỏi, thì xin phép là đọc từ trên xuống dưới. Đầu tiên là câu hỏi của bạn David, chẳng là bạn David Đặng. Bạn có hỏi là cách đưa các tham số đầu vào về cùng một đơn vị như thế nào? Nào ạ? Thì chắc là đây là câu hỏi liên quan đến cái phần mà cô Thùy Anh giới thiệu về cái việc mà phải đưa, phải xử lý cái bộ số liệu tham số đầu vào đấy ạ. Mời cô Thùy Anh ạ. Chị Thùy Anh đang tắt mic ạ. Dạ vâng. Ở đây thì đưa về cùng một đơn vị thì
Chúng ta cũng sẽ phải có những cái công thức quy đổi, chẳng hạn như bây giờ nếu trong một số các cái thí nghiệm mà người ta dùng các đơn vị chẳng hạn như cường độ chảy của thép, người ta đưa về đơn vị Pascal thì hoặc là những cái đơn vị megapascal thì chúng ta cũng phải đưa về cùng một cái đơn vị thống nhất cùng một loại đơn vị, hoặc là khi mà đối với cả những cái ví dụ như xác định về cái cường độ nén, tức là các cái tỷ lệ cấp phối ấy, thì trong trường hợp mà nếu có những bài người ta đưa về cái tỷ lệ cấp phối phần trăm, có những bài theo thể tích, có những bài là ta đưa về tỷ lệ cấp phối theo phần trăm theo khối lượng, thì chúng ta cũng sẽ phải có một cái sự quy đổi để đưa về cùng một cái đơn vị thì chúng ta mới có thể xây dựng được, giống như là các cái toán học thôi đúng không ạ? Thì là hoàn toàn là ta phải đưa về cùng một đơn vị thì chúng ta mới giải quyết được bài toán đó. Đấy là cái Em đang hiểu là câu hỏi của bạn đã viết đặng ở đây, tức là trong một cái bộ số liệu chỉ có nhiều cái input đầu vào, nhiều cái variables và có nhiều cái đơn vị khác nhau ạ. Thì chắc là bạn đang hiểu là chị muốn đưa toàn bộ, ví dụ như là có đơn vị liên quan đến cường độ là megapascal chẳng hạn, đơn vị liên quan đến chiều dài là mm hoặc là mét chẳng hạn, và tức là những cái đơn vị nó khác nhau như thế thì đang là cái dạng nó khác nhau. Dạ, vâng. À không ạ, thế những cái đấy thì nó đặc trưng cho từng loại kích thước rồi thì chúng ta không 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 có đưa về cùng được đâu ạ, mà chẳng qua là chúng ta sẽ phải trong cùng một cái thông số đấy là chúng ta đưa về cùng đơn vị của cái thông số đấy thôi ạ. Dạ, đúng rồi, tức là cùng chiều dài thì phải cùng đơn vị là mét hoặc là mm, cùng cường độ phải là megapascal hoặc là pascal đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Nhân với cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến việc xử lý số liệu ấy, thực ra thì có một số cái mô hình machine learning nó rất là nhạy cảm với cái độ phân tán về giá trị ấy. Thì có thể là mình cần phải chuẩn hóa những cái input đầu vào, chuẩn hóa về gọi là trong đoạn âm một đến một và hơn một, ví dụ như SPM chẳng hạn, thì nó rất là nhạy cảm với các giá trị lớn nhỏ khác nhau đấy ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đặc biệt là đối với cả khi mà chúng ta sử dụng các cái mô hình mạng thần kinh nhân tạo ấy ạ, thì thường người ta thường là phải chuẩn hóa về cái không một. Đúng, không hiểu ý rõ ý của bạn. Chắc là câu hỏi của bạn ấy ở mức độ đó đó. Câu hỏi thứ hai cũng của bạn David Đặng. Chị có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm và phương thức thu thập dữ liệu được không ạ? Đánh giá độ tin cậy của bộ số liệu thế nào? Có hai ý ở đây ạ. Thứ nhất là cái kinh nghiệm mà nhóm thu thập dữ liệu như thế nào. Ví dụ như là em tôi cũng thấy ở đây có hai cái study mà nhóm đã thu thập được là đến 3.000 dữ liệu thí nghiệm và 380 mẫu thí nghiệm, cũng rất là lớn nhé. Mà mời chị Thuy Anh ạ. Dạ vâng, cũng cảm ơn câu hỏi của bạn. Ở đây thì các cái việc mà thu thập dữ liệu thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng các cái kênh ở trên tìm kiếm, ở các cái công bố và các cái thí nghiệm mà chúng tôi tìm hiểu được, chúng tôi được biết đến, thì là chúng tôi dựa trên các cái kênh đó để chúng tôi có thể thu thập được dữ liệu. Đồng thời là trong cái quá trình mà thu thập dữ liệu thì chúng tôi cũng sẽ phải kiểm tra rất là kỹ, kiểm soát rất là kỹ về những cái việc mà kiểu gọi là gì nhỉ? Tức là phải kiểm soát rất kỹ về 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 những cái thông số mà người ta đưa ra, xem là người ta đưa ra là giống như tôi có nói đấy, là cái của chúng ta các cái đơn vị nó có giống nhau hay không này, việc mà các cái mẫu thí nghiệm ví dụ như cái cường độ nén của bê tông, bởi vì là khi mà người ta thực hiện những cái xác định cường độ nén bê tông ấy thì mỗi một người thí nghiệm người ta nén ở trên cái mẫu khác nhau, thì khi đấy chúng tôi phải kiểm soát tất cả những cái điều đó để cho chúng ta đưa về cùng một cái, chúng ta sẽ có những cái sự quy đổi để kiểm soát. Cái việc thu thập dữ liệu nữa thì cũng có thể là thu thập dựa trên những cái nguồn mà của những cái công bố trước đấy người ta thu thập rồi, thì chúng tôi cũng có dùng lại những cái bộ dữ liệu của người ta và thu thập thêm những cái dữ liệu về thí nghiệm hoặc là cái kết quả mô phỏng số. Thì việc đánh giá độ tin cậy ấy, thì chúng tôi cũng
dựa vào cái việc mà xác định thông qua cái sự phân bố về dữ liệu, cũng sẽ phải xem là cái phân bố cái dữ liệu đấy nó như thế nào. Trong cái quá trình mà khảo sát về 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 cái dữ liệu thì xem nó có bất thường cái gì hay không. Và trong cái quá trình mà đối với một bài toán này thì thực sự ra là chúng tôi cũng phải thử đi thử lại rất là nhiều, xem cái hiệu suất của các mô hình nó có ổn định hay không. Bởi vì một cái phần dữ liệu nó cũng là một cái phần ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết quả của cái mô hình. Vâng, cảm ơn chị Thúy Anh. Tôi cũng rất đồng ý với chia sẻ của chị, bởi vì thực ra cái dữ liệu ở đây, câu hỏi của bạn Đặng David cũng cũng hợp lý, bởi vì thực ra cái số liệu nó quyết định rất là nhiều. Số liệu mà mình bị phân tán quá ấy, thì để mô hình mà có thể dự báo được tốt ấy, thì rất là khó. Thế thì câu hỏi của bạn thì trong cái phần trả lời của chị Thúy Anh cũng muốn hỏi thêm một chút là ví dụ như là bây giờ dữ liệu lấy từ nhiều bài báo khác nhau chẳng hạn, và đúng là cái điều kiện là thí nghiệm cũng như nhiều cái yếu tố ảnh hưởng khác, và mỗi tác giả thì có được tức là lấy những cái tham số nhất định, ví dụ như là cường độ chịu nén chẳng hạn, cùng một cái gọi là cấp phối, thì có thể có những cái không cường độ chịu nén của cột chẳng hạn, thì có những tác giả thì chỉ quan tâm đến những cái ảnh hưởng của thông số đầu vào là kích thước hình học và cường độ bê tông, nhưng có một số tác giả khác thì lại sử dụng các variable khác để làm tham số đầu vào. Thì khi mà ghép nối những cái dữ liệu đó thì nhóm có cái cách nào để ghép nối không? Tức là để ra đồng bộ số liệu lớn chẳng hạn, mà trong khi các tham số đầu vào của các bài báo nó không 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 giống nhau, thì có cách nào để ghép nối không ạ? Không biết là câu hỏi của tôi có rõ không ạ? Tức là mình cách mình thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, nhưng mà trong đó các nguồn thì các input variables nó lại khác nhau. Tất nhiên là có một số cái chung nhưng mà lại có những cái variable khác nhau, thì làm thế nào để mình ghép nối lại được để thành một bộ số liệu mà có đầy đủ của các giá trị của các variable, input variable ấy. Thì thực sự là khi mà trong cái quá trình mà thu thập dữ liệu ấy, thì đối với một số những cái kết quả mà nó không đưa ra những cái thông số cụ thể thì cũng khi đấy cũng phải xem là có đưa được cái dữ liệu đấy vào trong cái bộ dữ liệu trong quá trình phân tích hay không. Bởi vì khi mà nó thiếu như vậy thì chúng ta cũng không thể có cách mà chúng ta xác định ra được. Thế thì khi đấy thì cũng phải 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 xem xét thôi ạ. Còn lại thì hoặc là mình có thể có sử dụng ví dụ những cái tham số mà nó không có giá trị, thì mình sử dụng những công thức theo tiêu chuẩn chẳng hạn, dựa trên những cái tham số đã có thì mình sẽ quy đổi được ra những cái tham số mà mình chưa cái biết. Đấy thì nói chung là cũng hơi khó. Hơi khó đúng không ạ? Cái đấy để gọi là cơ khá sở bỏ học để đấy thì vì cũng chưa biết là, bởi vì bản thân là những cái tiêu chuẩn thiết kế thì nó cũng có những cái ràng buộc thôi ạ. Thế nên là cái việc mà tìm ngược lại thì cũng có thể là gây khó khăn cho cái bộ dữ liệu, là nó cũng không đủ cái độ chính xác. Vâng, thế nên là cái việc mà nhóm tìm ra được bộ số liệu có hơn 3.000 mẫu với 380 mẫu là thực sự là rất là ấn tượng. Vâng. Cảm ơn cô. Cảm ơn bạn David Đặng đã có hai câu hỏi rất là hay. Tiếp theo thì mình sang đến phần câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Công. Việc trên AI bị phụ thuộc vào độ tin cậy của các mẫu test, vậy sẽ có sai số kéo theo, làm sao để loại bỏ trường hợp này? Ở đây thì các cái mẫu test thì nó cũng là trong cái bộ dữ liệu của mình thôi ạ. Đúng rồi. Vâng. Có ở đây thì các cái mẫu test là chúng ta là phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chia bộ dữ liệu ra. Thì trong cái quá trình chia thì đương nhiên là cũng phải chia để đảm bảo sao cho cái độ phân bổ giữa tập gen, phân bổ của cái dữ liệu trên tập gen và tập test nó cũng phải là có cái sự phân bố nó đồng đều. Thế nên là
và cái tập test là không được hoàn toàn biết đến trong quá trình trên, nên cái việc mà chúng ta sử dụng tập test để kiểm chứng thì cũng có độ an toàn tốt. Thực ra thì cái câu hỏi của bạn Công thì liên quan bộ test, nhưng mà em cũng có một câu hỏi cũng liên quan đến thế này. Tức là khi mà mình đã có một cái bộ số liệu 100 mẫu chẳng hạn, thì bây giờ khi mà đưa vào các thuật toán để nó chia phân bổ ra thành bộ trên và bộ test ấy, thì nó đang sử dụng các thuật toán là random đúng không ạ? Thế thì làm thế nào để chắc chắn được là cái bộ test khi mà mình random ra đấy nó đại diện được cho cái toàn bộ cái tập đấy ạ? Dạ vâng, ở đây thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái việc là chúng ta mô phỏng Monte Carlo để chúng ta chia cái tập trên và tập test. Bởi vì là ví dụ như là khi mà chúng ta có 100 cái dữ liệu mà chúng ta chia cái tỷ lệ 70-30 thì chúng ta sẽ ra được một cái tổ hợp rất là nhiều, thì rất là nhiều các cái bộ khác nhau đúng không ạ? Đó sẽ cái tổ hợp. Vâng, thì khi này thì cái việc mà chúng ta kiểm tra cái hiệu suất của mô hình thì bằng cách là chúng ta có thể sử dụng cái mô phỏng Monte Carlo để chúng ta kiểm tra xem là cái độ tin cậy của cái mô hình đấy cho các cái cho từng cái mô phỏng như thế nào. Tức là sau khi tối ưu hóa siêu tham số rồi, sau khi chọn được mô hình tốt nhất rồi, thì mình mới dùng trên Monte Carlo để kiểm chứng lại một lần cuối đúng không ạ? Kiểm chứng lại để xem là cái độ ổn định của cái mô hình nó có tốt hay không. Dạ, cảm ơn chị. Chúng ta thì vào cái phần mà để chia một random mà cái bộ test nó đại diện được cho toàn bộ bộ ấy, thì hình như là trong MATLAB hay kể cả Python nó cũng có những cái thuật toán để nó chia random theo tỷ lệ. Ví dụ như là đại diện trong 100 cái bộ số liệu đó thì có những cái bộ số liệu nó được gần như nó phân loại theo nhóm chẳng hạn, thì mỗi nhóm đấy nó lại chia theo nhóm và nó lấy theo tỷ lệ của các nhóm đấy. Thì khi đó cái bộ test ví dụ là mình 20% bộ số liệu chẳng hạn, thì nó 20 cái số đấy nó cũng đại diện được cho từng cái gọi là các nhóm riêng biệt kia, tức là không bị lấy thiên quá về một cái nhóm nào đó. Có trong Python nó có thuật toán đó đó, thì nên sử dụng cái thuật toán đó trước khi mình training mô hình. Bởi vì là mình sau khi mình chia thành bộ train bộ test rồi, sau đó mình mới tối ưu hóa siêu tham số, mà cái bước này nó rất tốn rất nhiều thời gian, thì mình cần phải chia ngay từ trước, tránh trường hợp là nó chia không tốt rồi sau đó đến lúc mình có thể test lại theo cái hình thức như chị nói là Monte Carlo ấy, nó sẽ bị thiên lệch chẳng hạn, thì mình đã không giải thích được. Nên câu hỏi tiếp theo của thầy Lành, cho em hỏi làm sao để biết và quyết định chọn mô hình nào ở đó cho một bài toán bất kỳ, vì hiện tại có rất nhiều mô hình và có rất nhiều dạng bài toán, vậy làm sao chọn mô hình cho phù hợp, hay là mình cứ thử dần, hay lựa chọn dựa trên kinh nghiệm của người khác ạ? Em xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn thầy Lành. Ở đây thì trước khi mà làm cái bài toán thì bao giờ chúng tôi cũng có khảo sát, có một cái bước khảo sát chung, ta chúng tôi đã lập ra được một cái khảo sát chung rất là nhiều thuật toán trong đó rồi, thì dựa vào cái việc khảo sát ban đầu đấy thì sẽ lựa chọn ra được một vài cái thuật toán mà nó phù hợp với cả bài toán chúng ta cần giải quyết, và sau đó thì là sẽ bắt đầu đi vào tối ưu hóa và có sự so sánh. Ta cũng sẽ có nhiều cái cách để chúng ta là tìm ra một cái thuật toán phù hợp với từng mô hình, phù hợp với từng cái vấn đề giải quyết. Chúng tôi thì cũng đã đang làm rồi đấy ạ. Tức là mình cứ lựa chọn sơ bộ đúng không ạ? Bằng siêu tham số mặc định rồi sau không, đó không. Chọn tức là trước tiên ấy thì là đúng rồi, nãy thì không đúng rồi, bằng các siêu tham số mặc định đã. Sau đó thì bằng khảo sát qua khoảng 15 hay là 20 cái thuật toán bằng các siêu tham số mặc định, thì qua đó thì cũng có thể xác định được xem là cái mô hình nào là phù hợp với cái bài toán chúng ta cần giải quyết, thì hoàn toàn là có thể làm được. Đúng rồi, cảm ơn. Đây là mình đang đặt câu hỏi chung cho cả hai diễn giả, nên nếu mà cái phần nào mà phần trả lời có cần phải bổ sung thêm thì mời thầy Bằng có thể mở mic trả lời luôn ạ. Tiếp theo đến câu hỏi của bạn Kiên Nguyễn. Cảm ơn thầy Bằng và cô Thùy Anh. Thầy cô có thể nói rõ thêm về hướng ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào công việc tính toán thiết kế của kỹ sư được không ạ? Bạn Kiên Nguyễn chắc là bạn quan tâm đến cái tính ứng dụng thực tế của các bài toán này. Và chắc là mời cả thầy Bằng và cô Thùy Anh trả lời cái ý này ạ. Xin mời cô Thùy Anh. Xin mời thầy Bằng trả lời ý này ạ. Vâng.
Alo. Vâng, xin cảm ơn. Bằng cái mic của bằng nó bị vang bằng. Chạy như đang mở hai. Vâng, xin cảm ơn thầy kia. Tức là nói rõ thêm về ứng dụng của những kết quả nghiên cứu. Thật ra thì tất cả những cái mô hình AI cho đến bây giờ thì nó vẫn không được áp dụng vào công việc tính toán thiết kế một cách chính thống, mà nó chỉ giúp như một cái công cụ trợ giúp cho cái công tác tính toán thiết kế của kỹ sư. Ví dụ như các kỹ sư muốn tính toán trước khi cái công việc thiết kế được tiến hành, và kỹ sư, ví dụ kỹ sư vật liệu muốn xác định trước xem là cái cường độ của vật liệu là bao nhiêu chẳng hạn, thì các kỹ sư có thể ứng dụng hoặc là áp dụng sử dụng những cái công cụ AI, ML vào để xác định trước xem là, ví dụ như tôi giả sử như tôi cho một cát hai sỏi đá đá vân vân muốn nước vào, thì tôi ra được cái khoảng cường độ là bao nhiêu. Còn ví dụ như với các kỹ sư kết cấu chẳng hạn thì cũng thế, thì, tôi thay đổi cái chiều dài của cái dầm cái cột như này thì cái sức chịu tải, sức kháng cách của tôi nó ảnh hưởng như thế này. Thế thì cái ứng dụng những kết quả nghiên cứu hoặc những cái phần mềm hoặc cái công cụ này vào trong công tác tính toán thiết kế, nó chỉ là một phần để hỗ trợ việc xác định trước xem những cái thông số nào mà chúng ta khoanh vùng trước những thông số trong cái công tác tính toán thiết kế của chúng ta. Thì bằng trả lời xong rồi đấy ạ. Khương ơi, xin hết. À vâng, cảm ơn thầy bằng. Cô Thúy Anh có bổ sung thêm không ạ? Nói thì mình không biết. Chị Thúy Anh ạ. Còn nếu chị Thúy Anh không có bổ sung thêm cái ý của thầy bằng thì tôi cũng xin phép là trao đổi một chút. Thực ra thì câu hỏi của bạn Kiên Nguyễn thì chắc là bạn muốn hướng đến cái tính ứng dụng của các mô hình học máy cho việc tính toán thiết kế. Thì cái phần của thầy bằng thì mình cũng rất là đồng ý. Thực ra là nếu mà mình đã có những cái kết quả thí nghiệm cho mô hình học máy này, nó có cái độ tin cậy cao hơn để dự báo, tức là dự báo những kết quả mang tính chất sơ bộ. Còn lại thì khi mà tính toán thì mình vẫn phải mô phỏng, mình vẫn phải tính theo những cái bước theo tiêu chuẩn. Nhưng mà để so sánh, ví dụ như là trong phần so sánh kết quả bằng mô hình machine learning của cô Thúy Anh có giới thiệu ấy, thì cô cũng có so sánh với các kết quả nghiên cứu khác mà sử dụng các thuật toán gọi là thống kê từ các kết quả thí nghiệm. Thế thì các mô hình học máy nó sẽ tốt hơn, và tốt hơn như thế thì khả năng là cái kết quả sơ bộ mà nó dự báo được nó sẽ tốt hơn, thì đấy cũng là một cái tính ứng dụng. Còn ngoài ra thì mình cũng có đang tìm hiểu cái phần gọi là ứng dụng các mô hình học máy trong tính toán gọi là optimization, tối ưu hóa cho thiết kế kết cấu. Thì nó có cái thực ra thì mình hiểu là các mô hình học máy nó cũng là những cái mô hình tối ưu hóa thôi, nó cũng là dựa trên phát triển trên thuật toán tối ưu hóa. Thì cái này nó thì áp dụng vào ví dụ trong mảng BIM chẳng hạn, nó đang áp dụng cho cái mảng generative design, tức là để tối ưu hóa những cái kết cấu mà có những cái hình dạng, cũng như là tự tạo ra những cái hình dạng mà nó phù hợp theo những cái yêu cầu đặt trước, đề bài đặt trước liên quan đến hình học, liên quan đến vật liệu, liên quan đến giá thành và liên quan đến cả thời gian thi công ví dụ chẳng hạn. Thì mình đưa những đấy là những cái dữ liệu đầu vào, và trong mô hình học máy bây giờ nó có nhiều cái mô hình học máy để giúp chúng ta tối ưu và đề xuất được cái phương án nó phù hợp nhất với cái tham số đầu vào đấy, phù hợp với theo các tham số đầu vào và phù hợp nhất với cái kết quả, cái yêu cầu đầu ra của mình. Thì cái tính ứng dụng của các mô hình học máy trong tính toán thiết kế là có rồi đấy ạ. Còn cái độ chính xác đến mức độ như thế nào đấy thì lại phụ thuộc vào các tức là tùy vào tài bài toán mà mình có thể khẳng định được độ mức chính xác là sao. Tiếp theo tôi cho hỏi trực tiếp được không, tiến sĩ Khương? Dạ vâng, em mời thầy Vi ạ. Vâng. Từ đầu giờ nghe cả hai cái báo cáo thì tôi thấy nó có nhiều cái thú vị, có những nhiều cái mới đối với các nhà gọi là xây dựng. Thế thì có một số vấn đề thì chúng ta vừa mới trao đổi rồi. Ở đây theo tôi nghĩ thế này, tức là để
trong cái báo cáo của tiến sĩ Thùy Anh ấy là tôi nghĩ cái kết quả mà chúng ta nhận được cuối cùng ấy là có thể áp dụng được không, có tin cậy không, thì nó phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố. Thứ nhất là chọn các cái thông số đầu vào, kiểm tra và chọn các thông số đầu vào. Và thứ hai là các, tức là lựa chọn cái mô hình gọi là trí tuệ nhân tạo AI như thế nào. Theo tôi nghĩ là như vậy. Thế thì cái về cái AI vừa rồi thì chúng ta đã nghe một số trao đổi rồi thì tôi không nói, tôi không muốn hỏi nữa. Thế nhưng mà về cái số liệu đầu vào ấy, cái số liệu ban đầu ấy, của chúng ta, của kết cấu ấy, về cơ bản chúng ta biết là gì, hầu như tất cả các tham số của kết cấu và tải trọng thì nó đều là các cái đầy lượng ngẫu nhiên. Đấy, ví dụ tôi nói một cường độ bê tông, ví dụ bê tông Mach 300 chẳng hạn, khi chúng ta thí nghiệm khoảng độ vài trăm mẫu thì nó có thể có cái giá trị nó dao động. Với bê tông Mach 300 thì có thể là có khi là 220, 230 rồi 300, 350, 370, đấy có thể là như vậy. Thế vậy thì cuối cùng ý là chúng ta chọn cái giá trị cường độ bê tông là chỉ có một giá trị để chúng ta đưa vào tính toán, có đúng không? Dạ, hiện tại là đang là thế thầy ạ. Đấy, cho từng mẫu một thì nó là một giá trị xét, không phải thế, để xét đến cái sự phân tán của cái đại lượng ấy thì chúng ta xét như thế nào trong cái phương pháp của chúng ta hiện nay. Dạ, cảm ơn thầy. Giới thiệu với các thầy cô và các bạn thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Vi là một chuyên gia về nghiên cứu về mảng độ tin cậy, đặc biệt là độ tin cậy cho kết cấu. Nên là câu hỏi của thầy liên quan đến bộ số liệu thực sự là cũng rất chính xác đấy ạ. Vì cái tính độ tin cậy của số liệu nó sẽ quyết định rất là nhiều đến cái kết quả đầu ra của các mô hình học máy. Thì phần này chắc là cũng chung một phần mà cô Thùy Anh đã trả lời bạn David Tạo rồi. Thì có thể là mời cô Thùy Anh có thể bổ sung thêm được không ạ? Dạ, thì liên quan đến độ tin cậy của tham số đầu vào. Vâng, cảm ơn thầy Vi có câu hỏi về độ tin cậy của cái dữ liệu. Thế thì ở đây thì đối với cả kết cấu ấy, thì các cái tham số đầu vào nó liên quan tới những cái kích thước hay là những cái đặc tính cơ học của vật liệu. Thì trong mỗi một cái thí nghiệm mà người ta lựa chọn ấy, thì người ta thí nghiệm ấy, thì cũng đã có những cái thông số cụ thể đấy ạ. Thế nên là khi mà bọn em thu thập thì bọn em sẽ hoàn toàn là tôn trọng những cái kết quả mà người ta đưa vào cái thí nghiệm đó. Nếu trong trường hợp mà bởi vì là khi đối với người ta thí nghiệm một cái cột thì người ta phải cho một cái giá trị cường độ cụ thể là bao nhiêu để ta thí nghiệm ra được cái sức chịu tải của cái cột đấy. Và cũng trong cái quá trình thí nghiệm thì cũng có thể là những cái thông số đầu vào nó giống nhau nhưng mà đầu ra nó khác nhau, thì giống như thầy nói thì bọn em cũng vẫn hoàn toàn giữ nguyên những cái thông số đó, hoặc là bọn em và khi đấy thì đấy cũng là một cái dữ liệu trong cái bộ dữ liệu, tức là bọn em hoàn toàn tôn trọng cái kết quả mà người ta người thí nghiệm đã thí nghiệm rồi ạ. Không, tôi thì hỏi đơn giản thôi, tôi hỏi tức là khi chúng ta lấy cái số liệu ví dụ như là cái cường độ bê tông hay là cái giới hạn chảy của thép chẳng hạn, thì như vậy là chúng ta chỉ lấy một số liệu, tức là một cái giá trị trung bình của nó, ví dụ thế, hay một chứ là còn chúng ta không xét đến cái mức độ phân tán của các cái đại lượng ấy, đúng không? Có nghĩa là gì, chúng ta hoàn toàn vẫn tính toán theo phương pháp tất định chứ không xét đến cái đặc điểm ngẫu nhiên của các biến đầu vào, có đúng không? Vâng, cái này thì em thấy chị Thu Anh cũng trả lời rồi ạ. Tức là cái phần mà ngẫu nhiên đấy thì đã cho chính do cái bên làm thí nghiệm họ đã xử lý rồi thầy ạ. Và đây là cái kết quả này. Không phải. Đấy. Tôi không nói về cái chuyện đó. Bây giờ tôi tóm lại tức là gì, giả sử bây giờ một cái cột của chúng ta bằng bê tông cốt thép mà mắc bê tông mắc 300 chẳng hạn, thế thì chúng ta lấy cái cường độ chịu nén của nó, đúng không, bằng một cái giá trị nào đó thôi, đúng không, có xét đến cái độ phân tán của nó không đấy, tôi chỉ hỏi thế thôi. Nếu không xét đến có nghĩa là chúng ta coi đấy là cái đại lượng tất định và coi là tính toán theo tất định đấy, tôi chỉ biết rõ hiện tại là đang tất định đấy ạ. Và mời thầy Bằng bổ sung thêm ạ. Xin phép thầy Viên xin trả lời câu hỏi này. Thì để có nhiều cách để giải quyết cái bài toán này,
Cái cách thứ nhất thì mình có thể có cái phương pháp là lọc nhiễu dựa trên cái mình sẽ xác định cái độ tin cậy của mình, ví dụ 90%, 95% gì đó, và mình lọc ra cái biến mà ngoài cái biến tin cậy đó. Cái cách thứ hai ấy là giống như cô Thùy Anh nói, mình sẽ lấy cái giá trị mà họ sử dụng, thì đây là cái đại lượng tất định, và có thể như đó đã là cái giá trị trung bình của cái tác giả người ta công bố sau một vài lần thí nghiệm, và họ chỉ công bố kết quả trung bình thôi. Cái cách thứ ba ấy, nếu ví dụ như là khi mà chúng ta làm cái mẫu bê tông mát sang, hoặc là các cái thí nghiệm về cường độ nén bê tông chẳng hạn, thì chúng ta hay có tổ mẫu, và cái cách thứ ba này đấy chính là chúng ta dùng tất cả 6 cái mẫu trong cái tổ mẫu đó vào làm bộ dữ liệu của mình, nghĩa là 6 cái mẫu đó là gần như là giống nhau hết ở biến đầu vào, và nó chỉ khác nhau ở cái biến đầu ra, và chúng ta cũng có thể sử dụng cái bộ dữ liệu đó để mô phỏng. Thì nếu mà mình dùng hết tất cả những cái mẫu đó giống nhau hết ở đầu vào mà chỉ khác nhau ở đầu ra, ví dụ như cường độ là các chỉ số mát xa, thì người ta lại có thể chia ra làm hai cái cách. Cái thứ nhất là mình cứ dùng như thế rồi mình không thêm biến. Còn cái cách thứ hai ấy là sử dụng thiên về AI một chút, nghĩa là mình sẽ thêm một cái biến khác ngoài những cái như kiểu là các sỏi đá xi măng, thì mình sẽ thêm một cái biến nữa, và cái biến đó là đại diện cho cái tính ngẫu nhiên uncertainty đã trong 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 các cái mẫu của mình. Thì thật ra thì với mỗi một cái cách giải quyết như vậy thì nó đều là một cái nghiên cứu cũng khá mất thời gian và cũng mất nhiều công sức. Đấy là tức là em chỉ trình bày lại với thầy là có rất nhiều cái cách giải quyết khác nhau đối với cái vấn đề là biến tất định và biến 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 thầy vừa hỏi ạ. Vâng, tôi chỉ muốn hỏi, tức là khi ta chọn ấy, ta chọn cái giá trị đầu vào của các biến ấy, thì nếu như chúng ta chỉ chọn có một giá trị, thế và chúng ta đưa vào tính chúng ta tính toán ấy, thì rõ ràng đấy là bản chất cái bài toán nó vẫn là bài toán tất định. Thế còn chúng ta chưa xét được cái bản chất ngẫu nhiên của cái đại lượng mà chúng ta nghiên cứu, bởi vì kể cả chúng ta có lấy coi là 5 mẫu, 6 mẫu chăng nữa, thì thực ra cái 5 mẫu, 6 mẫu trong 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 đối với các cái đại lượng ngẫu nhiên thì có nó quá ít, quá nhỏ. Cho nên là tôi nghĩ là nếu như được thì có thể ứng dụng thế nào đấy mà có thể chọn một cái số lượng đó, tức là số lượng mẫu nó đầu vào ấy, nó của một đại lượng thôi thì nó rất lớn. Tuy nhiên là như bạn nói như thế là đòi hỏi cái khối lượng tính toán sẽ rất lớn, cái đấy thì đương nhiên rồi. Nhưng nếu chúng ta không làm như thế thì chúng ta liệu có xét được cái bản chất ngẫu nhiên của các cái đại lượng mà chúng ta đưa vào tính toán hay không? Bởi chúng ta biết là cường độ bê tông này, dây chảy của thép này, các kích thước hình học của kết cấu này, cũng như là các chỉ tiêu cơ lý của đất vân vân, thì hầu như tất cả đều là các đại lượng ngẫu nhiên. Vậy thì bây giờ mỗi một cái đại lượng ấy chúng ta chỉ lấy một giá trị đấy, mà chúng ta không xét được cái mức độ phân tán của nó, thì rõ ràng cái đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ là cái chúng ta sử dụng AI như thế là nó chưa thật hiệu quả. Thì chúng ta ở đây là chúng ta gọi là dùng cái AI chúng rồi máy móc làm việc là chính mà, thế mà tất nhiên bài toán nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế bằng cách nào đấy có thể là xét được cái bản chất ngẫu nhiên của các cái đại lượng được đưa vào tính toán, tức là mức độ phân tán của các đại lượng này. Đấy, thì chứ còn chúng ta lấy một giá trị thôi thì theo tôi nghĩ là cái bài toán nó còn đơn giản. Đấy, còn đơn giản, tức là chúng ta vẫn theo một số cái tiêu chuẩn hiện hành hiện nay, tức là hiện nay là người ta cũng mới được một số cái tiêu chuẩn xét đến mức độ phân tán của các đại lượng được đưa vào trong thiết kế thôi. Hay tôi chỉ muốn làm rõ chỗ này một chút thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ lấy cái một giá trị thì rõ ràng là bài toán nó đơn giản hơn, nhưng mà chúng ta không xét được cái bản chất ngẫu nhiên, tức là mức độ phân tán của mỗi cái đại lượng mà chúng ta đưa vào tính toán đấy.
Có lẽ là như thế là cũng rõ rồi, thế không biết Dạ vâng, cảm ơn thầy Vi là ạ. tiến sĩ thì anh với tiến sĩ Bằng có ý kiến, có giải thích gì thêm nữa không thôi, nhưng mà tôi nghĩ thế là cũng được, không sao. Vâng, à, thật ra thì thầy Vi ạ, với cái hướng nghiên cứu của thầy, em cũng có biết được một vài cái nhóm nghiên cứu trên thế giới thì họ lồng ghép các cái đại lượng ngẫu nhiên vào trong các cái đại lượng, ví dụ như là cường chảy thép, cường độ bê tông, rồi các yếu tố hình học, và họ gán những cái hàm phân bố ngẫu nhiên vào trong những cái đại lượng đó, và họ giải quyết bài toán theo đúng cái quy trình mà cô đang được trình bày, và họ sẽ xem xét cái ảnh hưởng của cái hàm phân bố ngẫu nhiên của chính cái biến đó tới cái năng lực dự báo của mô hình. Thì đó cũng là một hướng nghiên cứu này ạ. Vâng. Nếu thế có cái hướng đấy thì tốt, nhưng tôi cho rằng là làm thế là cái bài toán là khá lớn đấy. Thế thôi, Dạ vâng. khối lượng Nó nó cũng rất lớn. Dạ. Thôi hết đấy, tôi không hỏi nữa. Thế cơ ạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Vi ạ. Cảm ơn thầy Bằng của thầy Anh đã trả lời câu hỏi của thầy Vi. Tiếp theo thì mình sang phần câu hỏi của bạn H. Long. Cảm ơn cô Thùy Anh. Bạn H. Long có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là nhờ cô giải thích thêm một chút về giá trị thu được trong biểu đồ shape value để làm rõ vai trò, ví dụ của một tham số đến kết quả đầu ra của mô hình. Chị thì anh có thể trả lời câu hỏi trước ạ. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn câu hỏi của bạn Long ạ. Long Bằng. Thì đây là cái biểu đồ sáp mà ở đây thì là dùng để giải mã mô hình. Thì hiện nay thì hiện nay thì chúng tôi là lập trình sử dụng cái ngôn ngữ Python để xác định ra được để tính toán ra được các giá trị sáp này. Ở đây thì đối với cái giá trị sáp thì nó sẽ xét tác động của từng thông số đầu vào, xem là cái mức độ quan trọng của từng thông số này nó như thế nào. Và ở đây thì cột màu cũng sẽ thể hiện được là cái đánh giá được là cái cao hay là thấp của từng thông số đầu vào đến cái giá trị dự đoán. Màu hồng đây hay là màu hồng đây là các cái giá trị dự đoán cao, và càng xuống sâu thì nó sẽ càng thấp. Thì lại cũng nhìn qua đây ý, thì cũng có thể đánh giá được là cái ảnh hưởng của cái thông số này là có ảnh hưởng tích cực hay là ảnh hưởng tiêu cực đến cái giá trị dự đoán. Tích cực có nghĩa là gì, là khi mà những cái đầu vào nó tăng thì cái giá trị dự đoán nó cũng tăng, và tiêu cực thì nó sẽ là ngược lại. Thế nên là chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng thấy là cái xu hướng của các cái biến đầu vào này nó như thế nào, nó có ảnh hưởng thế nào. Còn đây là cái biểu đồ hai chiều, thì hai cái trục này là nó sẽ biểu thị cái giá trị biến thiên của các thông số đầu vào, và đây là cái giá trị này là cái giá trị của cái thông số đầu ra. Đấy thì nhìn vào đây thì ta thấy là cũng ở đây cái bảng màu là cũng sẽ thể hiện những cái giá trị của các thông số. Thì đây ta nhận thấy là để được cái giá trị tốt nhất, cái đầu ra tốt nhất ấy, thì chúng ta cũng sẽ áng chừng được là các cái thông số đầu vào nó có giá trị là bao nhiêu. Thì đấy là ý nghĩa của cái biểu đồ sáp. Và chúng tôi là đang xây dựng code ở trên ngôn ngữ Python để thiết Vâng. lập cái biểu đồ này. Vâng. Cảm ơn cô Thùy Anh. Không rõ là bạn Long, vâng, không biết là phần trả lời của cô Thùy Anh thì đã thỏa mãn câu hỏi của bạn Long chưa ạ? Nếu mà có thể thì bạn Long có thể bật mic trả lời ạ. Hàn trao đổi luôn ạ. Sao em bổ sung, không biết thầy Bằng có bổ sung cái ý này liên quan đến biểu đồ sáp value không ạ? Không, cô chú anh trả lời thế đây thì Vâng. Thế thì mình sẽ bước, thực ra cái mình xin trao đổi một chút thôi liên quan đến cái này, về dựa trên cái hiểu biết của mình thôi. Thì cái sharp value này thì họ đánh giá cái tác động của cái tham số đầu vào dựa trên một cái thuật toán gọi là gần như là đánh giá tác động trong một cái giống như là trò chơi, thuật toán game trò chơi đó. Thì cái cách của họ là cái cách làm là gì? Đó là với mỗi cái chấm ở trên cái biểu đồ sáp ở phía góc bên trái phía dưới á, thì nó thể hiện là cái mức độ đóng góp làm tăng hoặc làm giảm
cô Thùy Anh thì nói dùng cái từ gọi là tích cực hoặc tiêu cực, nhưng mà theo tôi nghĩ là nó làm tăng hoặc làm giảm cái giá trị đầu ra đấy, tức là cái đóng góp của nó, ví dụ như là nó lớn hơn mà nó lại đi ở phía bên âm ạ, thì nó lại làm giảm giá trị, tức là nó cũng thể hiện được cái mối quan hệ giữa cái tham số đầu vào này với cái kết quả đầu ra. Thì nhìn đó, thì nhìn cái biểu đồ đó, nó mình sẽ thể hiện mình thấy được rõ hơn cái mối tương quan giữa giữa một tham số đầu vào đấy và nó tăng giảm như thế nào, như kiểu đồng biến với nghịch biến đó, nhưng mà nó còn thể hiện được luôn cái phần trăm giá trị của nó đóng góp vào cho với mỗi giá trị đầu ra. Bởi vì mình ví dụ mình có 380 mẫu chẳng hạn, thì với mỗi mẫu thì cái đóng góp cũng như là đóng góp của từng biến một nó sẽ khác nhau đấy, thì cái màu này cũng thể hiện được cái sự đóng góp cho từng mẫu một độc lập, và bằng này cái màu này nó là bằng đấy cái mẫu đầu ra của mình. Cảm ơn câu hỏi của bạn Long. Tiếp theo thì đến câu hỏi số 2 của bạn Long là hiện nay cô đang sử dụng, cái này phần này chắc là chị cô Thùy Anh cũng trả lời rồi, tức là cô sử dụng cái thư viện của Python đúng không ạ, thì thể hiện các biểu đồ của shape value. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Sơn. Ban tổ chức có thể chia sẻ file trình bày hôm nay không ạ? Tức là cái file giới thiệu này đúng không ạ? Thì cái này thì mình sẽ hỏi ý kiến của diễn giả. Còn nếu mà chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ vào cái link mà mình sẽ post lại trên Facebook và file PDF ạ. Tạm thời là chúng ta đã hết câu hỏi, thì không biết là có thầy cô hoặc là các bạn nào có thể mở mic trao đổi trực tiếp hoặc là chia sẻ thêm những kinh nghiệm của các thầy cô cũng như các bạn đã ứng dụng mô hình học máy trong phân tích kết cấu được không ạ? Chúng ta sẽ có kết thúc cái buổi trao đổi hội thảo ngày hôm nay trong khoảng 10 phút nữa. Xin mời các thầy cô ạ. Trong lúc đợi các thầy cô đặt câu hỏi thì em có trao đổi câu hỏi chị Thùy Anh, tức là ở đây thì mình đang tối ưu siêu tham số trên bộ trên đúng không ạ? Thế thì có khi nào mình có cần phải tối ưu lại siêu tham số trên toàn bộ tập đấy để mình sử dụng cái kết quả đấy để làm dự báo tiếp cho tương lai không ạ? Có cần thiết không ạ? Dạ vâng. Có một câu hỏi của thầy Khương. Ở đây thì cái việc tối ưu hóa siêu tham số thì là đã được đánh giá bởi cái tập dữ liệu xác nhận thầy ạ. Tức là chúng ta đánh giá tức là tối ưu hóa trên bộ đào tạo. Thế sau đó thì lại sử dụng cái bộ dữ liệu xác nhận là để kiểm chứng lại cái mô hình mà chúng ta đào tạo đấy. Và nhiệm vụ của cái bộ dữ liệu xác nhận thì cũng chính là nhiệm vụ để xác định ra cái mô hình tốt nhất cho cái mô hình tốt nhất cuối cùng ạ. Nhưng mà cái chị đang Cũng nói chính là xác cái nhận tức nhiệm là cái tập validation đúng không ạ, hay là cái tập tập đã xác validation ạ, đúng rồi đấy, ạ. thì nó vẫn nằm ở trong cái tập trên ban đầu À, đúng không? đúng rồi, tức là nhiệm vụ của cái tập validation đấy chính là nhiệm vụ để phục vụ cho việc tối ưu hóa siêu tham số. Nó giống như là cái bài kiểm tra giữa kỳ của sinh viên đó, Đúng thì không? xem là nó hỏng cái chỗ nào thì là mình sẽ lại tiếp tục là mình đào tạo để cho đạt được cái kết quả tốt nhất ở cái đầu ra, là cái điểm cuối kỳ, là cái tập test, nên là Vâng. không có và không có tối hóa cho tầm dữ liệu. Vì giống như kiểu mình đã chia tập trên chỉ bằng 80% chẳng hạn, bây giờ nó toàn bộ cả cái tập đấy thì có thể, tức là số liệu nó khác thì khả năng là cái kết quả đánh giá nó sẽ khác, và có thể là cái siêu tham số nếu mà mình tối ưu lại thì nó sẽ khác. Nghe câu hỏi của em thôi. Nhưng mà cũng đồng ý là mình chỉ cần tối ưu trên tập trên là đủ rồi. Thường là các nghiên cứu cũng chỉ làm trên tập trên. Nhưng mà thầy Bằng cũng có những cái chia sẻ mà thầy nói là để mình không bị gọi là sao nhỉ, phí dữ liệu ạ, thì thường là mình sẽ làm ví dụ như là tối ưu tham số thì mô hình trước khi sau khi tối ưu siêu tham số xong thì để tối ưu tham số của mô hình đấy thì mình sẽ dùng toàn bộ tập dữ liệu đúng không ạ, thì câu hỏi của em chỉ là thêm là mình có cần phải tối ưu lại siêu tham số cho toàn bộ tập dữ liệu không thôi cho một mô hình mình đã chọn. Không không thể ạ. Vâng, cảm ơn em. Vâng. Anh Khương ơi, cho em hỏi được không, hỏi thêm được không ạ? Mời 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 thầy Lành ạ. Vâng, cho các thầy cô và mọi người.
Cảm ơn thầy Văn về cô thì anh đã trình bày rất là hay, rất là bổ ích. Thì em có về cái câu hỏi gần giống như của thầy Kiến ấy, lúc này đấy là ứng dụng thực tế của cái này ấy. Thì em thấy thì thông thường thì các cái mô hình của các cái bài toán đơn giản ấy thì người ta đưa ra được cái tương quan, tức là người ta đưa ra cái, một cái phương trình rất là đơn giản giữa một cái biến đầu ra và các cái tham số ảnh hưởng. Và thường cái phương trình ấy rất là đơn giản, có thể là chỉ bậc 2, bậc 3 hoặc là hàm mũ rất là đơn giản thôi. Thế nhưng thế thì vậy thì em hỏi thì từ cái việc chạy machine learning này ấy, hoặc là AI của mình đấy, thì mình có đưa ra được một hàm tương quan đơn giản giữa cái biến đầu ra và đầu vào không? Nếu mà khi mà mình đưa ra được cái tương quan đấy thì em nghĩ là cái ứng dụng thực tiễn của nó sẽ cao hơn. Thế còn hiện tại là AI của mình đang chạy là gì, mình đưa cái biến đầu vào rất là nhiều và cuối cùng là mình cho ra một cái kết quả là thấy rằng là cái kết quả giữa cái chạy mô hình và kết quả thực nghiệm nó gần giống nhau và mình khẳng định cái mô hình này tốt. Nhưng vấn đề ở đây đấy là cái mô hình ấy tốt hay không á, là mình có đưa ra được cái một cái tương quan và nó có dễ ứng dụng vào thực tế được hay không. Vâng, đấy là câu hỏi của em ạ. Em xin hết. Dạ, mời thầy Bằng với cô Thúy Anh ạ. Lành ơi, được nhá, Lành nhá, hoàn toàn được. Và cái phương trình đấy có thể phức tạp đến mức nào cũng được. Thì tuy là nhóm chưa có công bố nhưng mà cũng đã biết cách tiếp cận và cũng đã tìm ra được một vài cái mô hình mà ở trong cái phần diễn giải mô hình AI theo định hướng chuyên môn mà cô Thúy Anh vừa trình bày thì nó cũng đã tìm được một vài những phương trình với cái độ chính xác khá cao với những cái bài toán khác nhau rồi, vật liệu và kết cấu. Các mình hỏi đi nhá. Dạ vâng, em mời thầy xin nhận. Các mình hỏi thế không? Em thầy chờ em một chút, không biết là cái câu hỏi của thầy Lành thì thầy Bằng với cô Thúy Anh có bổ sung gì thêm nữa không ạ? Tức là cái độ phức tạp mà thầy Bằng nói đấy thì nó còn phụ thuộc vào mô hình của mình nữa đúng không ạ? Nhưng mà cái tính ứng dụng như thầy Lành nói á, thì là cái độ, tức là để có tính ứng dụng cao ấy, thì cái công thức nó cũng phải đủ cái độ đơn giản nhất định. Chứ bây giờ mình mà đưa cho kỹ sư mà một cái công thức mà đến có đến khoảng 100 tham số đầu vào hoặc là mấy chục tham số đầu vào thì nó vâng đấy, vâng. Rất là khó. Không có vâng, đấy. Vâng. Cái biến tham số đầu vào nó chính là phụ thuộc vào cái biến của bài toán của mình thôi. Còn vâng. Tùy vào cái tham số của các cái biểu như ạ. Tham số của cái phương trình ấy. Đúng rồi, cái tham số của phương trình thì nó chính là cái tham số mà mình input ở trong cái bộ data của mình. Ví dụ như ở trên hình này, cô Thúy Anh có 6 cái thì mình có thể lập các phương trình thực nghiệm phương trình dựa theo AI từ 6 biến trở xuống. Tức là mình có thể là 5 biến, 4 biến, 3 biến, 2 biến, 1 biến cũng được. Nhưng mà max chỉ là 6 biến. Vâng. Ý mình là thế. Vâng, nhưng ý em thêm nữa là làm sao mình tối ưu hóa để giả sử mình chỉ đưa ra thì 6 biến mình đưa vào chẳng hạn và mình chạy ra thấy một số biến nó không ảnh hưởng nhiều chẳng hạn, và cuối cùng là AI hỏi có một cái phương trình có thể liên quan 6 biến, nhưng làm sao để mình tối ưu hóa về một cái phương trình tương quan chỉ 3 biến hoặc 2 biến chẳng hạn để đơn giản hóa, bởi vì kỹ sư ý, thì họ chỉ nhìn 1-2 biến chẳng hạn hoặc phương trình đơn giản họ nhìn họ lấy con 6-7 biến rồi lấy chắc chẳng em đảm bảo là họ sẽ không muốn làm, không muốn ứng dụng. Ok, về bản chất này nhá, 6 biến mà mình xét tới trong bài toán ấy, mình hoàn toàn có thể sử dụng cái đấy thì anh vừa nói rồi đúng không? Thế còn cái AI nó là một cái hộp đen mà mình không thể móc được ở trong ra cái gì cả. Còn cái việc mà biến từ AI ra thành phương trình FX như Lành muốn ấy thì hoàn toàn là toán học và rất nặng về toán học. Thế nên là trong khi mình biến từ AI sang các hàm FX thì hoàn toàn là do sự lựa chọn của mình. Mình nhìn thấy được biến nào quan trọng nhất hoặc ba biến quan trọng nhất thì mình đưa vào trước và mình khớp với mô hình trước. Và nếu mình muốn phương trình của mình phức tạp hơn thì mình có thể thêm biến vào và hoàn toàn là phụ thuộc vào hai yếu tố, tức là yếu tố tự quyết định của bản thân mình và yếu tố thứ hai là về khớp, nó gọi là fit trong toán học. Thế thôi. Vâng, cảm ơn anh. Liên quan đến cái này thì mình theo cái hiểu biết của mình ấy, thì mình cũng chia sẻ thêm á, tức là đồng ý đầu tiên là cái giảm số biến như Bằng nói thì nó dựa vào domain knowledge của mình, là tham số của mình phải giảm nhưng mà phải lựa chọn được những cái tham số nào là
là tốt nhất. Ví dụ mình còn khoảng 3-4 biến đầu vào chẳng hạn, thì sau đó thì mình có thể sử dụng những cái hàm dạng là linear regression, tức là giống như kiểu những cái thuật toán như là Lasso regression hoặc là stepwise regression ấy. Thì lúc đó nó sẽ đưa ra một số cái dạng, đó là nó dạng là hàm đa thức thôi, hàm đa thức, và nó là các tham số đầu vào, nó là mối tương quan giữa các biến đầu vào của mình, và sau đó những cái thuật toán đấy nó phải tối ưu được và nó sẽ đưa ra cho mình một số cái thông số là giá trị cụ thể. Thì lúc đó cái công thức đấy nó cũng chỉ tầm khoảng 5 đến 6. Ví dụ mình có 3 biến đầu vào mà nó lại còn thêm những cái biến mang tính chất tương quan giữa các input đầu vào nữa ấy, thì nó mình cũng cần tầm khoảng 6-7 tham số thôi. Tất nhiên là còn tùy vấn đề nữa, nhưng mà đấy là mình có thể đấy cũng là một cái hướng mà nhiều người cũng đang áp dụng để đưa ra một vài cái công thức như thầy Lành muốn, đó là mình có thể áp dụng cho kỹ sư đấy ạ. Cảm ơn thầy Lành và thầy Bằng. Tiếp theo em mời thầy Sinh ạ. Em mời thầy Sinh đặt trao đổi với mình. Cho mình hỏi tí này này, bên cạnh nhà mình nó khoan nó đục, mình chả nghe được cái gì rõ ràng. Thế mình hỏi, mình nói thật với các bạn là giải bài toán kết cấu cái khó nhất là cái vấn đề liên kết, phân tích liên kết. Liên kết là cái củ chuối nhất. Ví dụ chúng ta bảo là ba thanh hợp với nhau, ba khớp ba đầu thành cái miếng cứng. Nhưng mà thí dụ như cái dầm cầu á, cái dàn cầu á, cái dàn cầu nó cứng chả cứng hẳn, nó mềm chả mềm, ngàm mà không phải. Tôi bảo nó là ngàm cũng không hẳn, nhưng nếu hàn lại thì nó sẽ là ngàm cả cái nút đi. Nhưng nếu bắt bu lông thì nó lại bắt bu lông mà cả một cái miếng, bắt cả một cái miếng táp vào sau đấy bắt rất nhiều bu lông thì nó lại trở thành cứng. Nhưng một cái bu lông thì có khi nó lại là khớp. Thế cái việc phân tích này thì phân tích như thế nào đấy? Khó nhất có lẽ là vấn đề này. Hay là một cái tấm nửa nạc nửa mỡ, một cái tấm mà có một phần là ngàm, một phần là khớp, không biết phân tích kiểu gì, có phân tích được không? Ví dụ như thế thì sử dụng trí tuệ nhân tạo để có làm được cái việc hay không? Mình chỉ hỏi thế thôi. Hỏi cho vui thôi, thì anh trả lời được không trả lời được. Đấy, mình nói thật, mình thấy cái đấy rất là khó. Đấy. Không biết là các bạn làm nào? Cảm ơn thầy Sinh. Câu hỏi của thầy thì em thấy cũng gần giống câu hỏi của thầy Vi ạ, liên quan đến cái độ tin cậy của cái dấu liệu đầu vào. Ví dụ như kể cả những cái liên kết chẳng hạn, thực ra thì mình xin phép trao đổi trước ạ. Kể cả liên kết đấy thì mình lấy giá trị bao nhiêu chẳng hạn, thì trên thực tế nó cũng phải có một cái khoảng nhất định, thì nó cũng liên quan đến độ tin cậy. Thì rõ là không, hai cái việc này khác nhau. Vâng, xin phép thầy Phương, thầy Sinh, em xin. Vâng, mời thầy Bằng. Cũng xin thầy Sinh ơi, em cũng xin phép trả lời cho vui thôi nhỉ. Vì là dạ, thật ra thì là trong cái bài trình bày đầu tiên của em ấy, thì em cũng có nói qua ở cái slide kết luận ấy, tức là chúng ta đi từ các số liệu thí nghiệm và đi từ các cái quan sát của chúng ta, và chúng ta đưa tất cả những cái chúng ta quan sát vào một mô hình. Ở đây thì nghĩa là tất cả các khớp rồi ngàm, và sau đó thì chúng ta mới phát triển cái mô hình đó lên. Thế thì cách tiếp cận AI này nó sẽ khác một chút, nghĩa là chúng ta đi thẳng từ cái kết quả thí nghiệm thực hiện của chúng ta, và chúng ta xây dựng thẳng 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 cái tương quan giữa ứng xử của công trình và các cái yếu tố đầu vào công trình, nghĩa là bỏ qua các cái bước về xây dựng mô hình là định nghĩa cái nào là khớp, cái nào là ngàn, cái nào là vân 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 vân. Thì ý em là có thể là chúng ta trả lời nhanh một cái, tức là tôi không cần quan tâm đến quá trình diễn ra bên trong như nào, chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả, và từ kết quả chúng ta xây dựng thẳng cái mối tương quan giữa các yếu tố đầu vào, yếu tố đầu ra, còn bản chất bên trong như nào thì nó vẫn là cái hộp đen mà chúng ta chỉ quan tâm đấy. Là nếu là khớp hẳn thì nó dễ, nếu là ngàm hẳn nó cũng dễ. Vâng, đúng rồi, thì nó cũng dễ. Nhưng mà ở đây câu chuyện nó nửa nạc nửa mỡ thì mình sẽ xây dựng như thế nào để cho máy nó nhận được. Tức là đặng lại em giải thích là như này, mình chỉ quan tâm đến điểm đầu và điểm cuối, còn ở giữa nó có là ngàm, nó là khớp hay thế nào, cách phương thức đi như nào thì không quan trọng, miễn là tôi biết kết quả, và từ kết quả đó chúng ta sẽ suy ra được cái tương quan giữa đầu ra và đầu vào, điểm đầu và điểm cuối thôi, còn tất cả những cái bên trong này. Dạ vâng, rồi sao rồi, ok mình hỏi thế thôi. Dạ vâng, cảm ơn thầy Xin, cảm ơn thầy Bằng. Các thầy cô khác còn câu hỏi nào khác nữa không ạ? Mình xin trả lời nốt cái câu của thầy Lành lúc nãy là cái tương quan giữa cái biến đầu vào và biến đầu ra ấy, thì cái độ phức tạp thì mình đã nói rồi là hoàn toàn do tự chính mình quyết định.
Thế nhưng mà chỉ xin nói thêm một cái nữa là cái độ chính xác của cái mô hình của mình ấy, thì nó phụ thuộc và nó chỉ tiệm cận đến cái độ chính xác của mô hình AI thôi và nó không thể lớn hơn được. Nghĩa là với mô hình AI chẳng hạn chúng ta dự báo lên được là bình nó 0.95 thì cái công thức mà chúng ta suy ra được từ mô hình AI nó cũng chỉ max là 0.95 và nó không thể vượt lên được 0.96. Như vậy. Còn cái Khương vừa trao đổi lúc nãy là chúng ta áp dụng thẳng các cái mô hình AI hồi quy đơn biến đa biến rồi hồi quy có bậc cao hơn ấy, thì là cái cách tiếp cận khác, tức là cách tiếp cận đó là đưa ra thẳng các phương trình. Còn cái mà mình muốn trả lời là chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng bất kể một cái ngôn ngữ thuật toán nào, Tây, Cối, AN, N, SVM, v.v. nhưng chúng ta vẫn có thể suy ra được, nội suy ra được các phương trình thực nghiệm, các phương trình từ những cái mô hình đó mà không cần thông qua các cái mô hình đơn giản, ví dụ như là stepwise hay là linear regression hay là polynomial, tức là đa biến bậc cao. Nhưng mà các phương trình đấy cũng chỉ là các phương trình đa biến thôi đúng không bạn? Mình hoàn toàn có thể lựa chọn độ phức tạp của phương trình đấy, ông có thể cho thêm hẳn giai thừa rồi căn bậc 2, căn bậc 3 rồi tỉ số hàm số. Nói chung là cái độ phức tạp của cái mô hình mình đưa ra ấy, hoàn toàn là do tự mình quyết định. Cảm ơn bạn. Mình cũng đồng ý. Đó là cách tốt nhất này cũng giống như chị Thúy Anh trả lời ở trong cái phần gọi là định hướng đó. Tức là mình có thể tích hợp nó. Quan trọng là mình có đồng ý là có áp dụng cái mô hình machine learning đó không. Còn nếu mà đồng ý rồi thì mình có thể xuất nó ra để mình tích hợp vào một trong một cái công cụ để trên website hoặc là một cái phần mềm nào đó. Sau đó mọi người chỉ cần đưa số, thông số đầu vào thôi thì mô hình machine learning nó sẽ dự báo số liệu đầu ra thôi mà. Vẫn ứng dụng được. Nhưng mà độ tin cậy như thế nào thôi. Và nó rất nặng về toán. Chúng tôi tức là mình không cần phải tìm ra một cái công thức toán nào gì cả mà mình áp dụng trực tiếp cái mô hình đấy với các siêu tham số và các tham số đã tối ưu thôi. Đúng rồi, thì cái hướng của chị Thúy Anh vừa mới phát biểu lúc nãy thực ra nó giống như cái chỉnh màu, chỉnh nhất ở trong Photoshop ấy, tức là mình sẽ có một cái thanh mà mình chỉ kéo đi, kéo về giữa cái giá trị max min của nó thôi. Và ví dụ như là chiều rộng của dầm chẳng hạn, mình cứ kéo đi kéo về như thế và tất cả các kết quả thì được tích hợp ở sâu bên trong cái GUI đấy rồi, thì đó cũng là cái hướng phát triển. Nhưng mà nó về bản chất thì mình nên xây dựng cái mô hình có độ tin cậy cao thì hay hơn là việc phát triển cái GUI. GUI chỉ nó thiên về cái tính kỹ sư hơn là tính thực tế của việc áp dụng vào. Còn xét về mặt nghiên cứu thì làm sao để đưa ra được mô hình tốt nhất, đủ độ tin cậy nhất, bao phủ rộng nhất mới là cái mà bản thân trước tiên là mình đã quan tâm. Xin hết. Cảm ơn thầy Bằng, cảm ơn cô Thùy Anh và các thầy cô. Không biết thầy Thắng có ở đấy không ạ? Chắc là thầy Thắng có việc bận ra ngoài. Tôi xin phép các thầy cô là mình sẽ đại diện ban tổ chức sẽ bế mạc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các thầy cô cũng như là đặc biệt là hai diễn giả của chúng ta là thầy Bằng và thầy cô Thùy Anh đã có hai bài chia sẻ rất là hay. Về đầu tiên là bài của thầy Bằng liên quan đến tổng quan và các ứng dụng của mô hình machine learning học máy cho ngành giao thông nói riêng và các mảng trong lĩnh vực xây dựng nói chung. Đó thì sau đó thì cô Thúy Anh cũng đã có bài chia sẻ về ứng dụng và một số case study và một số cái phương pháp để dự báo cái cường độ chịu tải của cột ra cơm của ống thép cũng như là dự báo khả năng chọc thủng của sàn bê tông. Và đặc biệt là bài chia sẻ của cô Thúy Anh thì rất là tổng quan các quy trình của một cái bài toán sử dụng các mô hình học máy để dự báo cường độ như là đặc trưng của hiện tại thì đang ở dừng ở mức độ là cấu kiện, nhưng mà với cùng cái phương pháp này thì mình có thể hoàn toàn áp dụng cho mức độ là kết cấu. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái kết quả, cái dữ liệu đầu vào nữa. Và đến mô hình kết cấu thì hy vọng là nhóm trong tương lai có thể phát triển thêm dữ liệu đầu vào từ những cái mô hình bằng phương pháp phân tích hữu hạn của độ tin cậy cao chẳng hạn, cũng là một cái hướng mà tôi nghĩ là cũng là tiềm năng. Thì cảm ơn cô Thùy Anh và thầy Bằng một lần nữa. Cảm ơn các thầy cô ạ. Và chúc mọi người có
hôm nay chưa phải cuối tuần nhưng mà sắp tới và một buổi chiều cũng như buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy Khương và cảm ơn các thầy cô. Xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi làm việc hiệu quả. Dạ. Vâng.